cuối rồi mấy tình yêu ơi, bữa cuối cùng chị em mình gặp nha. Dạ hello mọi người, đợi em tí mọi người ơi, đợi em tí. Em chia sẻ cái mấy bà ơi. Dạ chính là thấy em rồi, cho em một tương tác cái nha mọi người. À thấy em rồi, cho em một tương tác cái nha. Sale sale mấy chị ơi, like cuối cùng. Like cuối cùng của em rồi mấy chị ơi. Ủa sao mạng yếu dữ vậy ta? Dạ, chị nào gặp em rồi cho em xin một tương tác nha. Ta này like cuối xong nghỉ Tết nha mọi người. Cho nên giờ chị nào cần gì nói em nha. Dạ, cho nên bây giờ chị nào cần thì nói em lên theo yêu cầu mấy chị cho nhanh nha. Ta này like cuối xong nghỉ Tết nha mọi người. Cho nên giờ chị nào cần gì nói em nha. Dạ, cho nên bây giờ chị nào cần thì nói em lên theo yêu cầu mấy chị cho nhanh nha. Ủa? Ta này like cuối xong nghỉ Tết nha mọi người. Cho nên giờ chị nào cần gì nói em nha. Dạ, cho nên bây giờ chị nào cần thì nói em. Ủa, cái làm mất mới làm đâu rồi ta? Ủa? Để em tí nha mấy chị. Hello mấy chị, dạ. Hello mọi người, thế nào đó em cho em xin lượng tương tác cái nha mấy chị. ABC lên giùm em mấy chị ơi. Ồ, hồi nãy em tắt cái máy lạnh em để cái remote đâu rồi, khoan đợi em xíu mấy chị ơi. Hồi nãy em đứng ở đây, em quay qua đây em tắt cái máy lạnh. Em tắt cái máy lạnh rồi. Em bỏ cái đồ mod ở đâu? Trời ơi. À, em tí mấy chị ơi. Ủa. Sao kỳ vậy? Trời ơi. Nó rớt xuống đây, nó nằm ở đây. Dạ. À, em nghĩ để... dạ, tại vì bên giao hàng người ta cũng nghĩ mấy chị. Tại vì nó phải tính cái khoảng thời gian mà từ em giao tới cho mấy chị là nó phải mất coi khoảng... nó mất coi khoảng... 3 ngày, 2 cho tới 3 ngày. Cho nên nó tính khoảng thời gian đó là nó sẽ trừ ra em nghĩ luôn. Dạ rồi lên lụa đúng không? Rồi bây giờ lên đồ bộ sale để cho mấy chị mặc nha. Em coi coi có cái nào phan size nhỏ về em phải kiếm, em không nhớ size nhỏ nó nằm ở đâu. Size nhỏ nó nằm ở đâu dạ? Mấy chị ơi tương tác lên giùm em, mấy chị thả tim thả like giùm em đi. Em có cái gì em xả cho mấy chị cái đó. Đây cái này như có size nhỏ trong này nè. Nè. Như có bộ lụa size nhỏ đây nè. Nói chung là còn cái gì em xả cho mấy chị luôn đi. Em cũng không giữ ở đây làm gì mấy bà ơi. Rồi ai thấy em còn thấy dài một màu hết rồi chị. Hết rồi. Mua lụa em ăn gồ gì mặc đi chị đẹp. Mua lụa em ăn gồ gì đi. Rồi nha lên nha. Lụa em ăn gồ gì đi chế ơi. Áo nè. Dạ like bữa nay nữa nghỉ, bữa nay em like được tới 7 giờ rưỡi đó mấy chị ơi. Em like tới 7 giờ rưỡi đó nha. Rồi rộng. Rộng Quảng Châu 65kg về. Em tặng cho mấy chị đi rộng Quảng Châu nè. 25.000. 25.000 cho em rộng Quảng Châu 25k. Chị nào lấy rộng comment cho em 25.000 rộng. Rộng 25, 65kg về. Rộng size đại luôn á. Sơ mi mấy chị ơi, sơ mi tay dài giùm em, sơ mi nữ á, sơ mi nữ tay dài 55kg về. Áo này 55.000 giờ bán luôn 45 luôn. Áo 55 giờ bán mấy chị luôn 45, comment cho em vàng 45.
Vàng 45 semi nữ tay dài cho em vàng 45. Rồi comment cho em lụa đùi. Lụa đùi cho em 55 kg về lụa đùi. Dạ cố gắng mua giùm em mấy chị ơi, like cuối rồi mấy chị ơi. Cho em xin một lượt chia sẻ nha mấy bà. Like cuối rồi mấy chị đừng có ngại gì, cho em xin 1-2 nút chia sẻ mấy chị ơi. Cho em xin 1-2 nút chia sẻ nha, like cuối cùng rồi mấy chị. Dạ. Cho em xin nút chia sẻ để cái bài viết mình nó được lan tỏa đi nha mọi người. Rồi rộng, rộng chị nhanh nhớ lấy rồi chị đẹp ơi. Em sale vàng 45 ok xả hết. Like cuối cùng rồi mấy chị, đừng ngại gì cho em xin nút chia sẻ mấy bà ơi. Rồi lụa đuôi, trời ơi đùi bèo hai lá luôn. Đùi sen hai lá 55 kg về. Đùi sen hai lá 55 kg về cho em coi bộ đồ đẹp nè. Tặng luôn mấy chị bộ này nha, mặc nhớ em nha mấy bà ơi, 55 ngàn. 55 ngàn cho em lụa đùi. Lụa đùi 55 kg về, xả luôn 55 ngàn. 55 ngàn cho em lụa đùi. Ai lấy đùi 55 comment cho em đùi 55. Dạ like cái giờ này nó chịch múi giờ so với bình thường, nhưng mà like cuối rồi. Rồi lụa lửng size M. Ai lấy lụa lửng size M comment lửng M cho em nè. Xả cho mấy chị luôn, lụa lửng M 59 ngàn. Lửng M 59 ngàn cho em bộ lụa này là 75 ngàn á. Lửng M xả luôn 59. Bữa nay em ngồi rất là gần cái máy livestream nha mọi người. Lửng M 59 ngàn. Lửng M 59 luôn. Rồi lên cho em vàng bèo size 1X. Vàng bèo 55-56 kg về, vàng bèo size 1X. Ai lấy vàng bèo comment vàng bèo cho em nè. Toàn bộ lụa đẹp không, xả mấy chị luôn. Vàng bèo 70. Size này size 1X 55 kg, 56-57 kg về. Lên cho em vàng bèo 70 ngàn. Vàng bèo 70. Rồi sơ mi nè mấy bà ơi. Sơ mi nha, sơ mi tay ngắn đi 35 ngàn luôn. Sơ mi tay ngắn 55 kg về 35 ngàn. 35 ngàn. Ai lấy xanh comment cho em xanh 35. Sơ mi xanh 35. Vàng bèo, vàng bèo là bộ lụa em xe 70. Đợi em tí. Like cuối cùng rồi mấy chị ơi, ngại gì cho em xin một nút chia sẻ mọi người ơi. Một nút chia sẻ thôi. Bộ lụa sumo, sumo hả? Lụa lụa là sumo, sumo phải không? Đổi Facebook nữa hả mấy bà? Vàng bèo xe 70 là ok nè. Bộ này là bao đẹp. Ai lấy sơ mi comment cho em sơ mi. Sơ mi sale cho mấy chị luôn á, sơ mi. Sơ mi là 35 ngàn nha, cổ trụ nè. Ok bà. Trụ trắng. Cái nào lấy trụ trắng comment cho em 49 ngàn. Bô riếp cổ trụ. Lên cho em trụ trắng 49 ngàn. Trụ trắng 49 ngàn. Ai lấy trụ trắng comment 49. Đây em còn một set nè mấy chị ơi, set chân váy là 70. Ai lấy set chân váy comment còn một cái 70 ngàn, 55 kg về. Ai lấy set chân váy comment cho em 70. Set chân váy 55 kg về 70 ngàn. Xô gân, xô gân có quần đùi trong giùm em. Có quần đùi trong, xét chân váy 70. 70 ngàn giùm em xét chân váy. Xét chân váy 70k. Măng gò dập ly em còn bộ 60 kg về. Măng gò dập ly còn bộ 60 kg về quần dài luôn, 80 ngàn. 80 ngàn măng gò dập ly. Còn bộ quần dài 80. Chứ nào lấy comment cho em vàng bi 80. Vàng bi 80 cho em vàng bi. Này là măng gò dập ly nha, vàng bi 80. Ai lấy vàng bi 80 comment cho em.
Bô riếp cổ lọ tay dài 55 kg về. Bô riếp cổ lọ tay dài 55 kg về, xả luôn cho mấy chị nha, 45 ngàn. Hai lấy vàng tay dài comment 45. Vàng tay dài 45. Dập ly 80. Dập ly 80. Thôi dán kia để chút nó dán xong nó soạn luôn kia. Mất công chi à. Ảnh ngồi trên tính là làm bữa cuối à. Nên mốt đâu được làm nữa đâu. Comment cho em tay dài. Rồi nhờ giống chơi, nhờ giống chơi đi. Cho nó khỏe trời ơi. Lên cho em còn một con riêng size 29. Nói quá này khàn tiếng ai la liên tục là khàn chắc luôn. Lên cho em ống loe size 29. Ống loe nhỏ cho mấy chị ơi. Ống loe nhỏ size 29 cho em. Tặng cho mấy chị con riêng này luôn. 100 ngàn. 29 ống loe nhỏ. Ai lấy comment cho em riêng 29 100 ngàn thôi. 100 ngàn cho em loe 29. Loe 29 cho em 100k. Đó, bà nào lấy thì comment. Vàng hết rồi chị ơi. 100 ngàn, 100 ngàn. Vừa bán vừa tặng luôn. Chập ly em còn mấy bộ đây em sale 80 nè. Chị nào lấy thì nhanh tay comment về bạn. Em tí xíu. Đây bi. Chập ly bi. Ai lấy bi đỏ comment 80. Lên 100 cho Đậu Nguyễn. Lên 2900 cho Đậu Nguyễn ok em. Rồi em sale cho mấy chị nha. Mang rồi dập ly 80 ngàn đi. 80 luôn. Ai lậm lậm còn có dài 3 bộ nó hết luôn lô này. Comment cho em bi đỏ 60 kg về 80 ngàn bi đỏ. Quần dài nha mấy chị ơi, quần dài. Lên cho em bi đỏ 80 ngàn. Ăn cơm đi chị. Bi đỏ 80. Bi đỏ 80. Ai lấy bi đỏ comment 80. Mang gò dập ly quần dài đó 60 kg về. Bi đỏ 80. Rồi comment cho em xanh dương. Ai lấy xanh dương comment xả luôn 80 ngàn. Đỏ cho Trúc Phương 80 nè. Lên cho em xanh dương 60 kg về mang gồ dập ly nha. Xanh dương 80 luôn. Ai lấy xanh dương comment xanh dương 80 ngàn dùm em xanh dương. Mang gồ dập ly quần dài đó. Xanh dương 80. Đó chứ nào lấy comment cho em xanh dương 80. Mang gồ dập ly xanh dương 80k xanh dương. Quần tây nam em còn 4-5 cái size 30 nha mọi người. Quần tây nam á, tây nam em còn 4-5 cái size 30. Em đang sale 85 ngàn đó. Lụa lẫn cho em 60 kg về lụa lẫn. Tặng mấy bà luôn. Lên cho em xanh dương 60 kg về comment cho em xanh dương 55 ngàn đi. Vừa bán vừa tặng, ai lụm được lụm nha. 55 ngàn xanh dương. Xanh dương cho em 55 ngàn. Bán xả luôn. 60 kg về xanh dương 55. Lụa lẫn phơm to size ít á. Xanh dương 55. Rồi lên cho em bộ bộ lụa dây mấy chị ơi. À lụa lẫn luôn. Lẫn dây 55, 56 kg về lẫn dây cho em. Ai lấy lẫn dây comment 55 ngàn luôn. Lẫn dây cho em 55, 56 kg về 55 ngàn. Dây lẫn 55. Dây lẫn 55 giùm em. Lên cho em 60 kg về bộ đùi. Lụa đùi 60 kg về tặng luôn bộ cuối cùng 50. 50 ngàn. Ai lấy đỏ comment cho em đỏ 50. Đỏ 50. 60 kg về comment cho em đỏ 50. Đây. Cái bà ơi có ai thấy em không mọi người?
tương tác giùm em cái mấy chị ơi. Tao mất tiêu hết trơn rồi. Lên cho em bộ dây xô lửng nè. Ai lấy xô comment cho em lửng xô 55kg về. Lửng xô giùm em mấy chơi. Đó, ai lấy lửng xô comment 55.000 luôn, 55kg về. Ai lấy lửng xô comment lửng xô. 55.000 lửng xô. Nó vô nó sửa cái nó đâu mất tiêu luôn rồi. Thằng mắt ba này. Vô nó sửa giùm cái máy ấy đó. Thằng mắt ba này. Có chị nào lấy lụa dây cho mấy chị. Lụa dây 55kg về nè. Dây 55, bữa hổm chị nào hỏi em lụa dây nè. Mà lúc đó thì em không tìm ra được cục này, bây giờ em mới tìm ra được cục này. Dây cho em dây đùi 50.000 dây đùi. Dây đùi 50, còn mấy cái màu hồng 50. Dây này em có hai màu nha, màu hồng với màu xanh biển 50.000. Nguyên cục này lụa dây không trong đây. Thôi dây này để đi. Mốt bán qua mùa hè. Giờ xe ngủ quá. Ai coi gì nữa mọi người ơi. Coi nữa em like mấy chị. Gì trời giờ này sống mũi rồi. Rồi có chị nào muốn coi gì nữa không? Muốn coi gì em lên mấy chị. Mango 60kg. Trời ơi. Nè nha, em còn 3 cái quần tây nam size 30 nha. Chị nào lấy comment em xem thật. 85.000. 3 quần tây nam size 30. Hồi trưa chị nào chưa mua. Quần tây Âu Nam á. Tây Âu Nam nha mấy chị ơi. Tây Âu Nam nè, size 30. Size 30 85.000. Còn 3 cái. Không em ơi, giờ này có quần áo này làm gì có áo ngực giờ này. Comment cho em Tây Âu Nam, em xe 85.000. Dây xanh 50 cho chị Thông Quỳnh nè. Dây này em có màu xanh và màu hồng, em xe 50. Ai có đơn chưa gắn lựa thêm giùm em đủ đơn nha. Rồi ai muốn coi thì nói đi, có em bóc em lên cho nhanh mấy chị ơi. Lụa thì là sẽ lai lộn xộn chứ lụa bây giờ em không có hàng châu ri. Có ai coi áo len len phối không? Len phối tay dài á, nay em xả 55.000 á, hàng 65 á. Muốn coi gì nói em mới biết đường lên mấy chị. Chứ em lên là không có vừa ý mấy chị, cái cũng ngồi like hoài, nói hoài, không có thấy mấy chị tương tác, cũng không biết đường nào mà để like. Rồi mấy chị muốn coi gì em mới biết đường em nhắc lên. Cái len nè. Nè nó điện nè, mới nhắc nè. Alo. Ơi. Ờ, vô chưa? Gì cầu tám sáng, ông ơi cầu tám sáng. Cái đó là cái bảng chỉ dẫn thôi. Ờ em chạy vô đi. Em chạy vô tí xíu đi. Em nhìn có cái nhà mà sáng nhất đang livestream bán quần áo là nhà chị đó. Em chạy lại tí xíu nữa là thấy à. Em cứ chạy dài dài vô số nhà 98 á. Để bật cái đèn lên cho nó thấy sáng sáng. Sao nó đi làm gì đi tối như trời. Giờ này vô sữa. Lai tim áo tung nữa đi chị. Còn mango, mango. Mango gì? Mango gì chị ơi? Mango pyjama giống như em đang treo, vẫn còn đang sale. Đây 75.000. Còn vài bộ nè.
À quên, lụa 50 con. Còn một cây lụa 50 nè. Hàng gì tôi nói hôm qua tôi nhớ còn rõ ràng. Lụa 50 ngàn còn nha. Hôm qua em la em nói em nhớ rõ ràng lụa 50 em còn. Hàng lụa này em đang sale 50 ngàn bộ. Em xả 50 ngàn bộ lụa tay ngắn quần dài size M á. Nè 55 kg về em sale 50, 50 ngàn màu vàng. Màu vàng. Cái này là em sale tặng mấy chị cuối năm nha. Màu vàng 50 cho em màu vàng. Ngô Thái không có chị ơi. Trời ơi có Ngô Thái đâu mà bà gặp mặt tôi cái bà cứ đòi Ngô Thái. Comment cho em màu vàng 50 ngàn 55 kg về màu vàng. Không có 65 kg chị ơi. 65 kg là chỉ có áo đá trung niên thôi. Sale con này là 70, bây giờ sale 50. Cuối năm tặng cho mấy chị màu vàng 50. Vàng 50 giùm em. Đây màu tím nè. 55 kg về màu tím. Em sale lụa này 50 ngàn nha. Màu tím nè. Cái nào lấy tím comment tím 50 ngàn giùm em. Giá này là giá xả mấy chị ơi, không có nhiều đâu. Mỗi cái nó chỉ có một bộ thôi. Tím 50 cho Đảo Nguyễn nè. Không có nhiều đâu. Xanh biển. Xanh biển, xanh biển cho em 50 xanh biển. À đây xanh biển 50, comment xanh biển 50. Xanh biển 50 giùm em. Biển mới là chơi. Xanh biển. Rồi comment cho em màu xanh đen. Xanh đen, xanh đen cho em xanh đen 50. Xanh 50 nè. Bữa nay là like ngày cuối cho nên mấy chị gắn mua đủ đơn. Mai em chốt đơn cuối năm luôn nha mấy chị ơi. Like cho em màu xanh đen 50 ngàn. Hôm qua là em thấy cục này là hết rồi. Hôm qua mấy chị mua quá trời. Mà em không nhớ nó nằm ở đâu. Em nhớ mãi mãi nó còn mà không nhớ nó nằm ở đâu. Lên trên xanh dương, xanh đen, xanh đen 50 ngàn gắn mua đủ đơn giùm em nha mấy bà. Xanh đen cho chị Nguyễn Hằng 50 nè. Dạ like cuối cùng rồi gắn lựa đủ đơn. Chốt cho em con xanh dương này nha Trúc Phương ơi. Xanh dương này được không? Alo. Sao mà thấy được, em chưa có tới vườn sinh thái tắm sáng mà. Vườn sinh thái tắm sáng mà nãy em thấy là cái cổng chào của nó thôi, em phải chạy thẳng cái đường nó vô nữa. Đâu phải Phú Long, em phải quẹo qua cái cầu Ba Tạ chứ. Đúng rồi, em thấy cái bảng chỉ dẫn vườn sinh thái tắm sáng em cứ đi theo. Đúng rồi, đi qua cây cầu đúc đó, đó là em chạy thẳng vô. Em cứ chạy thẳng theo cái chỉ dẫn của vườn sinh thái thám sáng đó, là tới nhà chị à. Trời ơi, nó đi đường xuống Phú Long mới ghê chứ. Ok, chúc Phương, tại vì nó cũng na ná nhau thôi à. Trời, khổ quá, mấy con cái bên cũng gọi vi hiếu. Khổ ghê. Đó cho Đảo Nguyễn ok. Này là con chuột nha. 50 ngàn. Đó. Chuột xanh biển. À lấy chuột xanh biển comment chuột xanh biển. Đẹp chưa mấy chị ơi, có 50 ngàn thôi. Con này mấy chị mặc cỡ nào cũng ngon. Em xả mới có giá này nha mấy chị ơi. Chuột xanh biển cho em 50. Mấy chị thấy không? Like hai like mà không có thời gian nghỉ là bảo đảm cổ họng em nó sẽ có vấn đề. Chưa lê thẳng lựa thêm đi, mai em chốt đơn ngày cuối luôn đó tình yêu ơi. Mai chốt đơn ngày cuối luôn á, lựa thêm đi chị. Mai gửi cái xong là em nghỉ Tết luôn. Comment cho em màu hồng. Thảo Nguyễn nhanh tay ghê luôn, màu hồng 50. Giá sale cho mấy chị mà hồng 50 nè. Rồi xanh biển em còn mẫu gấu. Xanh biển em còn mẫu gấu nha, 50 xanh biển.
xanh biển em còn mẫu gấu. Ai lấy gấu cầm mấy gấu xanh biển cho em 50. Gấu xanh biển 50. Màu vàng mấy chị ơi, màu vàng đẹp quá, mai lấy á mọi người. 50.000, 55 kg về lụa dài. Đó, còn được cục xeo. 50.000. Ai lấy comment cho em. 50k. Ok Thảo Nguyễn 50. Coi coi tôi nhớ lụa này bữa hổm tôi đặt nhiều lắm. Đặt nhiều để được cái giá rẻ mấy chị. Ở đây còn cục nữa nè, thấy chưa? Tôi biết ngay mà, ở đây tôi còn cục nè, 50.000. Tại vì cái này á mấy chị, tại vì cái này em phải đặt nhiều để được cái số lượng tốt. Em dự trữ rằng em nói tết em đặt tặng cho mấy chị nè. Ai có lấy thêm không mấy chị ơi? Có ai lấy thêm không mọi người? Màu xanh biển nè, màu đỏ nè, màu xanh ngọc nè, màu tím, màu xanh đen, ai có lấy thêm lấy nha. Màu hồng đó, màu vàng, ai có lấy thêm thì lấy. Màu vàng, màu hồng, màu xanh đen, màu tím, màu xanh đậu, màu đỏ, màu xanh biển đó. 50.000 đó, 50 cho Thúy Phạm theo mà. Mai nó ít nhiều gì cũng chốt đơn nha. Thúy Phạm lên xuyên đại cho em đi chị. Đâu cái bill của bà Mai chưa có xuyên đại nữa nè. 50.000 rồi. Qua ngày mai mấy chị sẽ không có thấy em like nữa nha mọi người ơi. Cho nên là nay chị em nào cần cái gì thì đặt nha mọi người. Nguyễn Hằng rồi. Xanh đậu, xanh đen. Xanh đậu, xanh đen. Màu hồng, màu vàng, còn 4 màu, màu xanh biển. Còn được 5 màu nha, chị nào lấy comment cho em còn 5 màu đó. Còn 5 màu, 5 màu. Em đang sale cho mấy chị là 50.000 bộ. Ai có lấy thêm thì lấy nha mọi người, rồi em qua nha. Này là bữa trước em nói nè, em đặt về để Tết em bán tặng cho mấy chị cuối năm. Bộ đồ này mấy chị mua ngoài bình thường cũng phải 70-80 ngàn. Em tặng cho mấy chị 50 cuối năm cho mấy bà. Rồi vậy em qua nha. Còn em bé này nó chạy đâu, bây giờ không thấy đâu, đâu là đâu hết trơn. Về em sale tay dài cũng 55 kg á bà Nguyễn Năm ơi. Còn cục tay dài 60.000, còn cục tay dài sale 60 nè, cũng 55 kg về luôn. Coi thì tôi lụm xuống tay dài cũng là form 55 kg. Chị nào coi tay dài 55 kg nói em lụm xuống sale cho mấy chị luôn. Đây mang gò tiểu thư. Trời ơi, nhóc này nó vô, nó sửa bếp ga mà nó chạy nhà tôi, nó biết đường vô. Tại em kiếm cho mấy chị tội nghiệp, nó không biết đường, chạy vòng vòng, tội nó tối rồi. Kè, tới. Tại em xíu mấy chị. Đây nè em ơi. Đây nè, qua cổng bên này. Mở cửa nhà bà. Số ơi, em nội đâu số? Tối quá tưởng đâu đi về luôn rồi chứ. Không nội đâu rồi. Để chú sửa cái bếp ga nè. Chị nói ba anh em vô sửa bếp ga. Nói ba anh em vừa sửa bếp ga. Chị anh sửa bếp ga giùm em nói ba. Ủa em cấn máy chị Mai ơi, chết cha. Ủa em cấn máy. Ủa gọi bác nào. Má ơi. Tường Vi
để chị coi coi em ơi, để ngày mai chị xả hàng ra, chị dọn kho chị coi, nếu mà còn chị gửi trong ngày mai luôn cho. Dạ chưa nha, lên ăn chuột ơi, em lựa thêm đi mai em gửi. Đây em còn cục tay dài 55 kg, em xả luôn 60 nè. Cái này là cổ tiểu thư, xả 60.000. Mấy chị ơi tranh thủ giùm em nha, em like tới 7:30 em nghỉ nha mọi người. Tay dài em xả luôn 60. Đẹp lắm mấy chị ơi, lụa rất là đẹp luôn. Nè 55 kg về cổ tiểu thư cho em, xả cho mấy chị luôn 60.000 đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ 60. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em 60.000 đỏ. Quá đẹp luôn, quá đẹp đỏ. Đỏ 60. Tại vì thường thường á, có một món á, cho dù món đó bao nhiêu tiền mà thường chốt đơn mà thấy có một món là sẽ dục qua một bên. Nó là như vậy. Ai lấy đỏ comment đỏ 70.000 đỏ. Ủa lộn, 60. Đúng rồi, chính xác. Ai lấy đỏ comment đỏ 60. Rồi lên cho em màu xanh đậu 55-56 kg về xanh đậu 60.000. Xanh đậu 60. Không, cái đó con Thảo nó trộn qua cho em chưa có ăn. Chút coi đáp anh nè. Comment cho em xanh đậu 60 nè. Lộ đẹp ghê chơi, 55-56 kg về. Tay dài quần dài, bộ màu tím nào chị? Em like qua bao nhiêu lâu rồi chị cho em bộ màu tím, em biết tím nào, xanh đậu. Màu hồng. Áo thun 60 kg là có cô Tông cô Tông Thái. Cái nào cũng có, cô Thái gì cũng có 60 kg. Màu hồng mấy bà ơi, 60.000 màu hồng. Màu hồng cho em 60. Màu hồng. Thầy gà đóng cái, đi gà đóng cái bảng shop thời trang cho trẻ, để trước đó mở cửa tuần đem đồ thải vào đó bán luôn. Nguyễn Nguyễn xanh đậu 60. Xanh đậu gán lựa đủ đơn nha mấy bà ơi. Nghỉ sớm quá trời. Ta còn đang sở hụi thì nghỉ. Xanh đậu Dương Mỹ Kim. Dạ rồi, màu hồng mới chơi màu hồng. Màu hồng, màu hồng. Trời, giờ ra cũng hơi bị khó à. Trời, phải xin trước. Giờ lỡ ta đặt hết rồi. Hết. Comment chém màu hồng qua em nói mẹ em tỉnh đó. Mẹ la. Màu hồng, màu hồng. Comment cho em màu da, màu da, màu kem, mấy chị màu kem. À đấy màu kem, comment màu kem. Màu kem cho em xả cho mấy chị 60.000 bộ lụa tay dài. Gán mua đủ đơn nha mấy bà ơi. Áo tiểu là áo gì? Không. Bây giờ là còn bô rip, áo thái, sơ mi. Đó. Màu vàng. Màu đỏ nè mấy bà ơi. Cái này sale nha. Chưa sale, sale bộ. Áo kiểu hết trơn rồi. Màu đỏ, màu đỏ. Comment vô 60.000. Phải kẹp giá tiền. Con này đang sale có 60 à. Kem 60 cho chị Tú Ảnh nè. Đẹp lắm luôn, 60.000. Comment cho em màu đỏ 60 luôn, đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ 60.000. 55-56 kg về đỏ 60. Sao chị Tiếm ăn cơm luôn đi. Đã quyền hả? Không về không bới con, coi đáp anh. Comment cho em màu đỏ. Đây xanh đậu đây em, còn bộ cổ màu xanh đậu luôn nè. Xanh đậu nè. 60.000 xanh đậu. Tay dài quần dài. Rồi lụa đẹp vô cùng luôn, 60 xanh đậu. Đó em còn vài bộ á. Xanh đậu 60. Rồi màu hồng mới chơi màu hồng. Màu kem còn bộ này được không Tường Vi ơi? Màu kem chỉ còn bộ nè. Màu kem chị còn bộ cho Tường Vi nha. Chịu thì ok giùm chị, y chang bộ kia thôi. Xanh 60 cho Tú Ảnh. Xanh nó đây em ơi. Màu kem còn bộ nha. Kem còn bộ, lấy đi ok giùm chị. Comment chém màu hồng.
60.000. 55, 56 ký về đừng gỡ nha. Em tưởng đâu chị ngồi chị gỡ gỡ. Ok, cảm ơn em. Kem cho Tường Vi. Y chang vậy thôi, cổ màu đỏ, cổ viền bèo. 60. Rồi. Nó tay dài còn 4-5 bộ đó. Thôi lấy tay dài, comment tay dài 60. Ăn rồi chị. Làm tô cho nó xong rồi em mới đi like đó. Lo anh chị em tiểu thư nè. Mango tiểu thư 55 kg về xả luôn 70.000. Mango tiểu thư 55 kg về xả 70. Hồng 60 cho chị Nguyễn Nam. Đồ nam em mua size nhiêu ký em nói đi, còn thì chị báo cho mua size nhiêu ký. Chị nào lấy comment cho em xanh tiểu thư mango 55 kg về em xả luôn 70. Ai lấy xanh comment cho em xanh 70. Nè mấy chị coi mango nó đẹp nè. Lên cho em xanh 70.000. Xanh 70 giùm em mấy chơi xanh 70. Xanh 70 giùm em. Đẹp lắm luôn, mango 55 kg về. Mango tiểu thư. Xanh 70.000 xanh. Tiểu thư xanh 70 cho Thu Ảnh. Ok chị đẹp. Thu Ảnh. Comment cho em màu đỏ. Mango tiểu thư nha, 55 kg về màu đỏ này tiểu thư luôn nè. Nói chung mấy chị về cùng nơi giùm em. Lô này là lô mango tiểu thư 55 kg về. Comment cho em màu đỏ em sale luôn cho mấy chị 70 đỏ. 55 kg về màu đỏ 70 giùm em, bé cha 30 kg em không có chị đẹp ơi. Lô anh chị em đỏ tiểu thư 70 luôn. Đỏ tiểu thư 70. Áo nam size M, quần thì 28-29. Quần hết rồi, hết rồi. Áo nam size M thì còn nam cổ trụ, nam cổ trụ size M chị đang xả 60.000 cái luôn á. Nhưng mà đợi chị xíu đi, giờ chị không biết bé kia để đâu rồi. Đỏ 70 cho chị Thu Ảnh. Mango này quá đẹp luôn. Màu đen mấy chị ơi, đen chữ. Ồ ồ à, cái này mấy chị cột cái nơ giùm em. Lên cho em đen chữ. Ai lấy đen chữ comment đen chữ 70.000 đen chữ. Ai lấy đen chữ comment 70. Xuất sắc chưa mấy bà. Đen chữ cho em 70.000 đen chữ. Ai lấy đen chữ comment 70 mang gò tiểu thư. Rồi bộ cuối cùng màu xám 70 luôn. 55 kg về cổ tiểu thư, mấy chị cột dây lại giùm em nha. Lên cho em màu xám 70 luôn, màu xám 70.000. Măng gò tiểu thư 55 kg về nha chị ơi. Chị Lâm Thí nè. Dạ cách mới hoàn xong cho em xin địa chỉ đi chốt đơn nha mọi người. Bữa nay là ngày cuối cùng em like nghỉ Tết luôn, cho nên mấy chị gắng mua đủ đơn giùm em. Lên cho em tiểu thư màu xám mấy chị ơi 70. Gán đủ đơn giùm em nha mấy tình yêu. Mấy chị mua cái không có chốt đơn được nha mọi người. Dạ xám. Còn bộ xám 70.000, quá đẹp. Xám 70 cho Tường Vi. 70k xả đại đi. À này nhập vô đã nè. Đã hơn 70 giá cao gấp ngưỡng luôn bà. Tặng mấy bà gì luôn. Rồi mango pyjama size M 52 kg về. Mango pyjama size M 52 kg về xả luôn 70.000 luôn. Mango 70. 52 kg về size M cho em. Ai lấy xanh biển comment xanh biển 70 luôn. Hàng mango toàn bộ là hàng 90 đó. Giờ xả luôn 70.000. Ai lấy xanh biển comment xanh biển size M. Xanh biển 70. 3 màu mấy chơi. Màu xanh biển, màu hồng, màu vàng em còn được 3 màu 70. Đây. 3 bộ mango size M pyjama. Màu vàng, màu hồng và màu xanh biển 70.000. Vàng hồng xanh cho em 3 bộ 3 màu 70 luôn. Xả tặng cho mấy chị 70.000. Mango M 70. Xanh biển cho 5 ký xả nha. Xanh biển cho 5 ký. Thì chị chỉ còn áo thun thôi á, thun cổ trụ nam thôi đó.
Chiều giờ chị chưa có rảnh để chị coi tin nhắn nữa. Ok em. Xanh biển, Thảo Nguyễn ơi em lấy màu gì? Chị còn màu hồng màu vàng, em lấy màu gì? Xanh biển hết rồi. Còn màu hồng màu vàng em ơi. Hai màu. Còn hai màu hồng và vàng thôi, để chị kiếm nó còn không. Còn này chị chốt chung cho cưng ơi. Hai màu, hai màu. Hết xanh biển rồi gái. Tôi lên cho em bộ lụa chính tất 60 kg. Bộ lụa chính tất 60 kg. Em xả cho mấy chị luôn. Bộ lụa dài chính tất 60 kg, 70.000 luôn. Comment cho em màu hồng 70-60 kg về. Tay dài em còn mango. Chị ơi mango em đang xả 85.000 á. Tay dài quần dài á. Lên cho em bộ lụa hồng quần dài 70.000, 60 kg về. Ai lấy hồng comment hồng 70. Hồng 70 cho em 60 kg về. Hồng 70. Trời mấy bộ set nè. Ê cha con bé kia nó hỏi set. Set 60.000 mấy chị ơi. Set 55 kg về 60. Set đẹp quá trời luôn. Ai lấy set vàng comment cho em 60.000. Set vàng 60. Bữa nay đóng coi rồi bé Phương Anh. Màu vàng 60 giùm em. Màu vàng 60. Vàng 60 giùm em, xét vàng. Rồi số 2 này 60 luôn. Vàng số 2 này cũng 60 luôn. 52, 53 kg về. Vàng số 2 60 luôn. Đây. Ai lấy xét số 2 comment 60. Xét là bao đẹp mấy bà ơi. Ai lấy vàng 1, vàng 2 comment cho em 60.000 bộ xét. Hồng 70 ok. Ok Thảo Nguyễn nè, hồng 70 nè. Xét vàng 60 cho lụa lụa nè. Xét này đẹp lắm. Con bé kia mua xong nó ghiền luôn á. Ai lấy vàng số 2 comment nha. Ai lấy vàng số 2 comment 60 luôn á. Dạ vậy hả chị. Trời mừng quá. Thông cảm nha bà ơi. Gần Tết này hàng của ai cũng chậm chứ. Em còn vàng số 2 thôi Thảo Nguyễn ơi. Còn vàng số 2 nha. Ai lấy cái set số 2 comment số 2 60. Set này mặc đẹp lắm luôn. Bé Phương Anh bữa mua được 3 set. Bữa giờ hỏi hoài mà tôi đâu có nhớ nó nằm đâu đâu. Thường Vi 60 nè. Em còn cái set vàng số 2 nha. Số 2 60 cho Thảo Nguyễn nè. Ok hello Phạm Hương. Rồi lên cho em bộ lụa lẫn mango lẫn luôn. Lên cho em bộ mango lẫn. Ông ship hàng nói không còn gọi nữa. Quen quá rồi à. Lên cho em bộ mango lẫn 60 kg về. Xả cho mấy chị luôn. Mango lẫn 60 kg về 55.000 luôn. Tặng nha. Giá này giá tặng nha. Mango lẫn 55.000 cho em một bộ duy nhất. Comment cho em lẫn 55 60 kg về. Lẫn 55.000. Rồi mango dài 60 kg về. Chị nào lấy mango dài 60 kg về comment cho em. Dạ ok chị Hà xong. Em gửi nhanh á. Cái gói của chị em chịu cước phí cao đi. Em gửi nhanh cho mấy chị nhận được sớm á. Đây. Ai lấy comment cho em mango dài. Mango dài 60 kg về comment cho em màu đỏ. Xả luôn 70.000 màu đỏ. Dạ cảm ơn chị đẹp. Màu đỏ giùm em 60 kg về. Mango dài 70.000 đỏ. Bộ mango nó đã gì đâu mấy chị ơi, rảnh đẹp. Xả mấy chị 70 luôn, đỏ 70. Mango 55 cho Thảo Nguyễn ok chị. Đỏ 70 cho chị Bích Loan ok chị, mua tới người ta biết mặt luôn à. Không chị ơi, thằng nào nó chạy cái tuyến đường đó là nó biết mình trơn à. Thằng nào nó chạy tuyến đường đó là nó biết mình.
giống như em á, em đặt hàng á, mấy bà chị biết nó giao tới cho em một lần á, 5-6 bao hàng mà bao tạ 5-70 triệu, nó cứ giao tới nhà nó mở cửa vô nó giục đó đó rồi nó đi về. Xong nó về cái nó nhắn tin qua Zalo cho em, nó chụp cái bill hàng gửi cho em, xong em chuyển khoản. Xong chuyên gia vậy, đâu có đời nào nó đợi có mặt em đâu, nó không cần biết là em có mặt ở nhà hay không, nó cứ tới nhà em giục vô đó. Xong về nhắn tin, chị Ngọc ơi đơn hàng của chị nha, rồi gửi qua rồi chuyển khoản. Xong cái người nào nó giao cái tiếng đó, nó biết nhà mình ở đó, nó biết mình ở đó, rồi lên cho em bộ. Trời ơi xinh như vậy, dài mấy chị ơi, satin dài 2x60 kg về cởi luôn, này xả mấy chị đều hết 70 ngàn, còn bộ ngố không, ngố hết rồi. Đây comment cho em màu cam nha, satin 60 kg về size 2x, màu cam 70 luôn, nhanh tay lụm luôn, cam 70, cái này em xả bất chấp mà, cam 70 giùm em, like cuối rồi, cho nên chị em mình có cần mua hàng gì mấy chị vô lựa. Comment cho em màu cam 70. Bộ em mặc không có bán chị đẹp ơi, bộ em mặc ngủ ở nhà. Bộ này à, ngày xưa em có bán mà tầm chắc 3-4 năm về trước. Cái bộ đồ này trước em bán 55 ngàn, em mặc 3 năm rồi đó. Comment cho em màu xanh dương 70 luôn, satin 70 cho lụa lụa. Xanh dương, ai lấy xanh dương comment 70 luôn. Xanh dương cam em mới đó tình yêu ơi, xanh dương 70, xanh dương 70, xanh dương satin luôn, ai lấy xanh dương comment 70 ngàn, xanh dương hết màu cam rồi, còn bảo satin xanh dương 2x nè, xanh dương 2x 70 luôn. Mango pyjama size M 52 kg về, em còn 2 bộ nha, 70 ngàn bộ luôn á. Chị nào lấy mango size M xả luôn 70, còn 2 bộ. Satin em còn bộ xanh dương nha, lụa năm lụa ta ngắn quần dài lụa em đang sale 50 ngàn bộ, ta dài quần dài em sale 60. Không chị ơi, mẫu này hết lâu rồi, hết lâu lắm rồi nè. Nó có cái bộ dây này nè chị, cái bộ dây này là cũng giống bộ dây em đang mặc nè, xanh 70 cho chị Kim Ngọc Dương. Ok chị yêu, không biết còn không em ơi, từ từ rồi nếu mà còn thì chị lấy cho. Đây cái bộ này cũng na ná bộ em mặc, nhưng mà em mặc là bộ đuổi, còn cái này là bộ lụa. Đây em đang sale bộ lụa dây này 50 ngàn nè, lụa đẹp luôn, bán mấy bà 50 ngàn luôn. Đây lụa dây 55 kg về sale 50 ngàn, quần có túi. À lấy dây comment dây cho em 50 dây, à lấy dây comment dây 50, à lấy dây 50 comment cho em dây 50 đó. Cái này là lụa, cái nào lộn thì lộn, giá đi là giá quỷ diệt luôn rồi, dây 50. Mà không có cái loại đuổi em mặc đâu chị ơi, cái này mặc lâu lắm rồi. Đây lụa lẫn size đại, lụa lẫn size đại 60 kg về tặng luôn 50 ngàn, ai lụm được lụm. Ôi xin lỗi 55 ngàn. Đây lẫn size đại, lụa lẫn 60 kg về sale 55 ngàn, chị nào lấy comment cho em màu cam 55 ngàn, màu cam 55 ngàn, 60 kg về dây 50 sale mà, cởi sale rẻ cho mấy bà về bận. Ai lấy màu cam comment cam 55 ngàn, lụa lẫn 60 kg về á, cam 55, rồi bán rẻ cho mấy chị đi, năm sau ủng hộ em nữa nha mọi người. Đây lụa ucha mango, mango dây size nhỏ 50 kg về, mango dây cái này mấy chị cột nơ giùm em. Không có chị ơi, hết rồi, bây giờ đâu có còn nhiều đâu. Mango dây cột nơ 50 kg về, mango dây cột nơ 50 kg về cho em xả luôn. Ai chết cha, mango lửng à, mango lửng mấy bà ơi, mango lửng 55 ngàn, mango lửng 55 ngàn cho em dây cột nơ 50 kg về nha. Hai cái dây này mấy chị cột, còn thành cái dây cho giùm em đó.
Đó, sale 55 ngàn luôn. Măng gồ dây lẫn 55 ngàn. Chị Ngọc Duyên lấy màu cam 60kg 55 ngàn đúng không chị? Ok chị Ngọc Duyên nè. Lụa này 60kg và em sale 55 ngàn. Dây này em có màu xanh này, dâu xanh với lại dâu hồng. Dâu xanh với dâu hồng 50. Sale đó. Ê Phan, lẫn 55 mà lẫn nào? Lẫn nào? Dâu thì comment dâu nha. Đây, lên cho em bộ dây màu cam nè. Ai lấy dây màu cam comment dây cam lẫn 55 ngàn luôn. 55, 56 ký về. Ai lấy dây cam comment dây cam 55 ngàn. Thanh Tươi lấy lẫn gì? Đang lên cục này là lẫn không à? Lên cho em dây lẫn màu cam 55, 56 ký về 55 ngàn. Dây lẫn cam. Rồi xanh dương. Ờ dâu lẫn ok bà đẹp. Comment rõ vậy giùm tôi đi để nó lộn. Mai là đơn ít nhiều gì em cũng chốt đơn đi hết để em nghỉ Tết nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy xanh dương comment cho em 60kg về. Xanh dương cho em mấy chơi xanh dương. Con này tặng cho mấy chị 55 ngàn xanh dương. Lụa lẫn. Lụa lẫn 60kg về comment xanh dương cho em. Mỹ Châu khách mới ra xuống lại chị ơi. Xanh dương 60kg về. Này dâu lẫn còn bộ dâu hồng 55 ngàn măng gồ. Măng gồ dâu hồng. Ai chết cha bộ này đùi. Rồi đùi 50. Ai lấy đùi comment đùi 50. Đây cái dây nãy em cột nơ nè. Cái bộ lẫn giống bộ đùi nè. Ai lấy đùi comment đùi cho em 50 ngàn. Đùi 50, đùi 50. Dây cam 55 cho Tiên Nguyễn nè. Ráng lừa đủ đơn để mai đi đơn đi Tết nha mấy bà ơi. Ai lấy đùi măng gồ lẫn 50kg về comment cho em. Đùi măng gồ lẫn 50kg về sale luôn 50. Chị ơi chị mua size nhiêu ký? Chị Mỹ Châu ơi chị mua size nhiêu ký? Chị mua size nhiêu ký em mới biết đường em coi. 50 cho Tiên Nguyễn nè, măng gồ dây lẫn nè. Lên cho em đùi 60kg về 50 luôn. Đùi pyjama 60kg về sale luôn 50. Ai lấy đùi pyjama comment cho em. Đùi pyjama 60kg về 50 ngàn. 50 ngàn đùi pyjama 60kg về 50. Giao đùi 50 hết rồi. Không có đồ 75kg đâu bà ơi. Áo khoác em còn mấy cái rồi xíu em xả cho chị. Đùi 50-60kg về đúng không? Ok Thảo Nguyễn nè. Không có tới 75kg đâu mấy chị ơi. Đây dâu lẫn 55 còn bộ. Măng gồ dâu lẫn 55 ngàn còn bộ nha. Hai cái dây cột nơ giùm em. Lên cho em măng gồ dây lẫn 55 ngàn. Còn bộ dâu màu hồng. Ai lấy dâu hồng comment 55 ngàn dâu hồng. Đẹp quá măng gồ đẹp quá. Dâu hồng 55 ngàn. Ai lấy bộ xô lẫn comment cho em nè. Lên cho em xô lẫn mấy chơi 55kg về xô lẫn. Bộ vải xô mấy chị đẹp như vải đuổi xước vậy đó. Lên cho em xô lẫn em xả 55 ngàn luôn. Xô lẫn. Xô lẫn 55 ngàn luôn. Xô lẫn 55 ngàn. Xô lẫn đẹp lắm mấy chơi. Dâu lẫn 55 ok em nè. Thay cho cái bao nó mới. Chút đi cái bao nó cũ rồi. Ai lấy xô lẫn comment 55kg về 55 ngàn. Comment ra giá tiền giùm em mấy chị ơi. Có giá tiền mới biết chốt đơn được mấy bà ơi. Một quần Âu Nam size 30 85 ngàn.
quần tây nam size 30 xe 85 mới còn mấy cái á, ai có lấy tìm lấy. Dâu hồng mới ra Liễu ơi, nay bữa cuối là bà có coi gì không bà? Số lẫn 55 cho chị Nguyễn Chiến. Cực đẹp luôn, còn con nè, che kéo sau lưng nha, đầm đuổi xước cho em. Con này khoảng 55kg đổ lại, em mặc vừa, em sale luôn đầm đuổi xước này 45.000, ai mặc lấy mặc đầm 45. Ờ dâu, đầm này trước em bán 75, chị nào mua cái lô đầm mà đuổi xước á, 75.000 á. Ờ dâu của Tiên Nguyễn, sale 45. Rồi, Latin mấy chị ơi, lên cho em Latin. Latin cho em 55kg về Latin. Bộ này lẫn luôn, 55.000 lẫn. Latin vải mướt mượt luôn. 55.000 Latin dây lẫn cho em 55kg về. Chị nào lấy comment cho em mã bi trắng. Bi trắng cho em 55.000. Trời, cái vải Latin nó mướt mượt luôn mấy bà ơi, 55.000. Lên cho em bi 55.000. Ai lấy bi comment bi 55. Rồi con bò xanh. Bò xanh cho em 55 luôn. Latin nha mấy chơi, có dây tăng đơ đằng sau lưng nè. Có dây tăng đơ sau lưng cho em xanh. Ai lấy xanh comment xanh cho em 55.000. Hai bộ cuối cùng. Xanh 55. Sâu lẫn nó ra chị đẹp ơi. Dây hồng 50, dây hồng hết rồi. Dây hồng hết rồi Bác Nguyễn ơi. Em còn hai bộ Latin lẫn thôi, 55.000. Em còn hai bộ Latin lẫn. Dây giờ căng này, dây giờ kiếm miếng mà chị ơi. Lê Lượm. Gửi rồi, gửi bưu điện. Gửi bưu điện rồi. Ủa, chưa nhận được hả? Gửi bưu điện, gửi nhanh đơn bà cả 100.000 luôn. Muốn chết luôn. Muốn xỉu luôn. Nhưng mà lỡ bán rồi cho nên phải gửi cho mấy bà thôi. Lô của bà gửi bưu điện đi nhanh, gần 100.000. Gán đủ đơn nha mấy chị ơi. Like này là like cuối cùng em nghỉ Tết. Cho nên là mấy chị bao nhiêu đi chăng nữa em cũng chốt đơn gửi nha mọi người. Hồng đuôi chốt rồi. Hồng đuôi có người kia chốt rồi. Ở đây làm gì còn hồng đuôi. Hồng đuôi có người chốt rồi gái ơi. Nè chị em lấy cái set này xuống em sale cho chị, cái chị ra mất tiêu. Phan. Ủa chị em cầm cái xét đuổi xuống đây. Ờ chắc là của bà nó qua phà cho nên nó lâu quá bà ơi. Nó lâu quá. Lên đồ lẻ là lên gì? Lên quần với áo hay gì? Đồ lẻ là lên quần với áo hay sao? Biết đường tôi lên. Không có chị ơi. Trời ơi, cái bộ em mặc này nó lâu dữ lắm rồi trái ơi. Cái lúc bữa hổm em bán dây này nhóc hết trơn luôn, không ai mua, bữa nay em hết trơn rồi. Mấy chị vô hỏi khí thế luôn. Hết rồi, hết rồi. Em được một bộ. Em được bộ bò mà, em comment bộ bò mà em hỏi chị gì gái. Đây set, bữa nay set này xả nha, ai lụm được lụm. Cái này hàng 75, nay xả luôn 70. Hàng 85 xả luôn 80 cho em xét. Xét sơ mi cho em 55kg về, xả cho mấy chị luôn 70.000 xét nè. Cho mấy bà về mặt Tết cho nó đẹp. Ở sau lưng bơ tung, ở trước lưng bạn có túi giùm em. Có túi giùm em nha.
Sale mấy chị set này 70 ngàn, cái áo kiểu không đã 65 ngàn, thêm cái quần nữa 70 luôn, chơi luôn. Ai lấy comment cho em số 1 cho em 70, số 1 70. Muốn áo kiểu lên áo kiểu, muốn áo lẻ lên áo lẻ, nhưng mà phải là size bao nhiêu ký. Ai lấy set này comment số 1 70 ngàn. Số 1 em có màu đó là màu da đi, mà này là màu đen nè, sale 70 luôn nha. Em còn 4 bộ, chị nào lấy hết 4 bộ để cho 65 ngàn, bỏ cho giá 65 ngàn luôn cho mấy bà về bán lại. Bà sĩ á, màu kem, màu đen, sale 70 ngàn. Một cho vi tường 70, lựa đủ đơn giùm em để mai chốt đơn gửi luôn nha mấy bà ơi. Màu đen nè, màu tím nè, màu đen là cổ vé, cổ sơ mi nha, màu tím đây là cổ nơ. Ai lấy tím comment tím cho em 70 ngàn. Tím set đuổi xước, vải xước cho em. Ai lấy tím comment tím 70. Tím đẹp chưa mấy bà, xuất sắc luôn. Tím 70, tím 70 cho Thảo Nguyễn, đen 70 cho Yến Lam, ok chị. Đen 70 cho Yến Lam. Like cuối cùng rồi, ai muốn cần cái gì thì vô lụm 55 kg về chị ơi. Lụm tôi xả cho mấy bà về, ai bán lại được quất liền cho tôi, ngon cơm luôn. Cái này giờ tới chắc bán 120-130 set quá. Vải đẹp lắm, màu xám. Lên cho em nơ màu xám 70 luôn. Màu xám cho em, màu xám 70. Tím hết rồi chị ơi. Màu xám 70 nè. Xám 70 cho em. Ai lấy xám 70 rồi mẹ. Sơ mi nữ em có, nhưng mà size 55 kg về thôi, size lớn hơn thì em hết rồi. Xám 70 cho Thảo Nguyễn, xám 70 cho Thảo Nguyễn. Có chị, em nói tối like tới 7 giờ. Tối em like tới 7 giờ, 7 rưỡi, lộn. Em nói tối em like tới 7 rưỡi. Đây, lên cho em xét vải xốp 70 luôn. Lên cho em vải xốp 70, sáng mới là chiều ơi. Xốp cho em mấy giây. Xét vải xốp, xốp 70 luôn, xả luôn màu hồng. Ai lấy hồng, comment hồng cho em 70 ngàn hồng. Bữa ẩm chị khách nào nói trời ơi, mua cái set bên Ngọc 75 ngàn, không nghĩ là nó đẹp như vậy. Bây giờ sale luôn 70. Ai lấy màu hồng comment cho em shop màu hồng 70. Comment cho em màu ruốc 70 luôn, màu ruốc. Comment cho em màu ruốc, đẹp lắm bây giờ, set shop nè 70 ngàn. Màu ruốc cho em, màu ruốc 70. Nó có hai cái túi trên này nha mấy bà. Màu hồng, màu ruốc, màu xanh biển. Màu ruốc nè, màu xanh biển nè, màu đen nè, màu da nè, màu nâu nè, màu xanh nhạt, màu xanh dương đó. Chị nào lấy set shop này comment 70 luôn. Màu xanh dương nè, màu xanh nhạt nè, màu tím, màu nâu đi, màu kem, màu đen, màu xanh, xanh biển, màu ruốc với lại màu hồng 70 ngàn. Ruốc cho chị Mỹ Châu 70. Dạ, cách nói mua hàng xong cho em số điện thoại địa chỉ để mai bên em chốt đơn sớm nha mấy chị ơi. Rồi ok, ai lấy nữa comment cho em đủ màu. 55 kg về chị Thu Hoàng ơi, đẹp lắm, 70 ngàn. Ai lấy set comment cho em set này là vải xốp 70. Có chị nào lấy nó không mọi người ơi, đủ màu luôn nha. Nâu 70 ok chị, đẹp quá trời đẹp luôn, 70 ngàn. Khách ơi, đặt hàng chắc đơn nhận hàng giùm em nha mọi người ơi. Rồi ai lấy nữa comment cho em xanh dương, xanh xám, xanh nhạt á, ok xanh nhạt 70. Dạ, nhắn qua messenger cho em số điện thoại địa chỉ nha chị đẹp. Xanh nhạt 70 nè.
màu hồng, xanh biển, màu đen, màu da với lại màu xanh dương. Ai lấy nó comment 70. Em có cái set tarot này em xả 60.000 nè. Chị nào cầm thì lụm set tarot về mặt nha. Còn mấy bộ xả luôn 70 đi. À lộn. Còn mấy bộ xả cho mấy chị luôn 60.000. Tặng nha. Đây. Còn mấy bộ 60 cho em. Màu cam, màu hồng với màu tím 60.000. Ba màu. Set tarot xả luôn 60. Ba màu cho em. Quá đẹp luôn. Tại em muốn xả em xả thôi à. Em muốn xả em xả thôi à, chứ đâu có gì đâu. Lên cho em sọc màu cam, sọc màu tím, sọc màu hồng 60.000. Hết rồi chị ơi. Hết rồi, hết. Hết lâu rồi. Hết lâu rồi chị. Ai lấy comment cho em. Alo. Ủa chị gọi vô số em mà. Em đâu có gọi số này đâu chị. Chị gọi cho em chị hỏi em là hay là sao. Rồi 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 vậy nha chị. Trời ơi bà gọi cho mình mà bà hỏi mình là ai trời. Cam 60 ok cho chị Ngọc Hiếu. Tím sọc trời ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Em xả cho mấy chị set này 60.000 luôn á. Mỹ Châu ok chị. Rồi em còn màu hồng với màu tím. Em còn màu hồng màu tím. Chứ nào lấy nữa comment 60.000. Cơ hội luôn không bao giờ có. Cái set đẹp như vậy 60.000. 55 tí về chị Tiên Võ ơi 55. Cái này mấy chị mua cho bé gái mặc là ok luôn á. Bé gái mặc là ok luôn 55.000. 40 là 40 tới 55 ký. Nè. Rồi mặc vô là bao đẹp luôn. 55 ký về 55.000 quần có túi nha mọi người ơi, set 55.000. Pyjama vàng sau lưng là mango size 60 ký về em đang xả 85.000 bộ chị ơi. Ủa 80.000 bộ đang xả 80. À lấy comment cho em. Set này là 55 ký về đang sale 60.000 còn được hai màu. Màu cam với lại màu tím. Rồi lên cho mấy chị áo len tay dài phối mặt tết nè. Hàng này là hàng 65 bây giờ xả luôn 55.000. Xả luôn 55.000 nha. Còn nằm không? Nằm gì chị? Nằm gì? Nằm gì? Có rin đùi. Rin đùi em ngố hồi chưa mới la rin rồi giờ này không có la rin nổi nữa mấy bà ơi. Chưa mới đẩy một mớ quần rin quá trời rồi. Mấy chị lên cho em áo len kiểu. Hàng 65 bây giờ xả 55.000. 55.000 cho em. Kêu chị Ti có like giùm em không? Qua like nè. Em về coi. Bà nói bây giờ bà like mà. Trời ơi cái áo len này mấy chị ơi nó đẹp. Em nói mấy chị nó đẹp vô cùng luôn em xả nha. 55kg về xả luôn 55.000. Lên cho em sọc màu hồng. Áo này nó đẹp lắm luôn. Áo này đợt trước. Áo này em đang bán 65. Bữa giờ chị nào mua đều là 65. Riêng hôm nay ngày cuối cùng xả luôn 55.000. Màu hồng nè. Dạ chắc hết quá chị ơi. Sọc màu đỏ. Em có hai sọc. Sọc hồng, sọc đỏ. Sọc màu xanh dương. Sọc màu xanh lá. Sọc màu đen. Đó. Chị nào lấy sọc comment cho em. 55.000 len kiểu. Len tay dài. Đen, xanh lá, xanh dương, màu hồng, màu đỏ cho em. Ai lấy comment 55.000. Con này tết mấy chị mặc đi chơi là khỏi chê luôn. Rồi màu. Lên cho em màu. Em có xanh lá, xanh dương với màu da. Đầm mặt tết không có gì ơi. Sọc hồng 55. Áo này 55.000 bán tặng á. Rồi lên cho em, ai lấy sọc nữa comment nha. Lên cho em màu. Em có màu da, màu xanh dương và màu xanh lá. 55.000, mấy chị coi cái số len nè.
Đẹp ghê chưa, 55 ngàn, 55 ngàn cho em. 58 ký, cao 1m6 thì vừa. Dạ vôm này vôm 55 ký vậy. Ai cao cao ốm ốm á, mấy chị thấy cái tướng mình nó thon thon bình thường thì mấy chị mặc ok cho em. Màu da màu xanh dương với màu xanh lá, 55 ngàn. Áo này em đang bán rất là rẻ luôn, mấy chị đang sale rất rẻ luôn á. Nó còn rẻ hơn luôn á, áo cô Tông Thái luôn. Mà cái này là len kiểu á. Bé voi da 55, hết màu da Yến Lam ơi. Em còn màu xanh dương với màu xanh lá chị ơi, hết màu da rồi. Xanh dương và xanh lá. Đẹp mà, xanh đẹp mà. Áo chất xịn sò luôn, 55 ngàn. 55 ngàn. Không. Nút này là nút kiểu chị ơi. Cái nút này là nó chích keo dính lưu luôn rồi, nút kiểu chứ không có gỡ được. Nút này là nút kiểu cho em. Len tay dài này toàn bộ là như là nút kiểu hết, nút dán. Từ từ nhận đừng dắt. Hàng giờ hàng Tết mới chơi, không có hối được mọi người. Nó không thể nào mà đi nhanh giống như bình thường được. Anh Dương 55, tại vì bây giờ là hàng Tết mà. Ok, 55 ký về. Hồng Cẩm không có mặc dừa này đâu em ơi. Rồi quá, bao la, mẫu bao la, đợi xíu tôi lấy cho. Bao la mẫu đẹp cho mấy bà luôn, cái lô len kiểu này nha. Bữa trước ôm nhiều quá, ôm tới 500 áo bán tới giờ mới còn, chứ nếu mà chừng 200-300 là hết trơn rồi. Tại Tết em tham em ôm nhiều quá. Rồi chị nào lấy sọc trắng comment cho em xả 55 luôn, tai phối. Trời ơi cái con áo nó đẹp má ơi luôn, 55 ngàn. Con này từ bữa nay tôi không có muốn mặc cái áo này tôi like đó mấy bà ơi. Lên cho em sọc trắng 55 ngàn cho em. 55 ký về. Sọc trắng 55 ngàn tai phòng. Con này bán quá nhiều rồi, cái lô áo này nó quá trời nhiều rồi mấy chị. Cái lô áo phối này em bán số lượng là đầu 500 có rồi đó. Cho nên mấy chị không cần phải suy nghĩ, nó áo rất là đẹp luôn, sọc trắng. Ai lấy sọc trắng comment 55 ngàn. Ok, cảm ơn em. Nãy chị mới vừa nhắc em xong á Phương Anh. Rồi lên cho em sọc đen. Sọc đen, cái này là mấy bạn gái mặc dưới chân váy là như học sinh luôn. Comment cho em sọc đen 55 ngàn. Bây giờ chị nào mua 60 ký thì em có cô tông khô. Cô tông khô phông rộng là 60 ký về. Rồi lên cho em màu đen. Len kiểu nha mấy chị ơi, màu đen cho em, màu đen tai phòng. Tai lưới phòng màu đen. 55 ngàn màu đen. Ai coi áo 60 ký thì em like cô tông khô, em cũng xả 55 ngàn luôn á. Hồi nãy chị Latin đùi, không có Latin đùi chị ơi. Em đâu có Latin đùi đâu. Lên cho em xanh lá nè. Hồi nãy chị mở ra nó có 2-3 bộ set mà chị bán hết rồi. Xanh lá. Áo này đẹp lắm, 55 ngàn. Mấy chị comment giá tiền giùm em nha, 55 ngàn. Rồi sọc xanh. À nói sọc xanh, comment sọc xanh cho em sọc xanh. Em sửa xong chưa vậy? Chưa mà không? Rồi à, bật lên được chưa? Ồ, dễ vậy. Đúng là nghề. Dễ bị nghẹt ha. Áo này mỏng đẹp, cái áo nào đẹp mấy chị. Tại vì bán rẻ cho mấy chị thôi, chứ vô tay người khác là bán mấy chị 80-90. Vô tay người khác con áo này ra cho mấy chị là phải 80-90 ngàn. Rồi, coi gì tiếp nè.
Có gì tiếp nè. Dạ ok chị đẹp. Coi gì tiếp, mango tiếp hay gì? Cái bà muốn coi gì tiếp? Coi gì tiếp thì em lên. Áo bây giờ á, cái kiểu len này nó còn sọc là nhiều. Sọc mà sọc kiểu này kiểu kia, nhưng mà nó đều là sọc như vậy đó. Sọc vậy đó. Rồi đó, ba đổi qua khác rồi mà. Mango sale nha. Tôi có đen không? Có rồi. Phải 55kg phải không? Rồi ok. Có đen rồi. Thái 55kg 49.000. Rồi lên thái cho bà này bà. À, áo đen phối, sọc đen phối. Ok. Hồi nãy có cái sọc đen phối đâu rồi? À, đúng rồi. Đây, sọc đen phối. Chị ơi, Âu Nam là em có size 30, Âu Nam em còn size 30. Âu Nam em còn có size 30 à. Cái này là 55 ngàn nha. 55 ngàn chứ phải 50. Ừ khoan đi, áo khoác em còn vài cái. Áo khoác em còn vài cái tặng cho mấy chị nè. Màu cam với màu đỏ nè. Màu cam, màu đỏ size 60kg xả luôn 45 ngàn. Con áo này bà nào nhận xong cũng khen quá trời, còn mấy cái nha. Ai lụm lụm nha. Sale luôn 45 ngàn mà da cá, cô tông da cá. 60kg về. Hai màu cam đất và đỏ 45 ngàn. Con này là hai túi ngoài, hai túi trong cho em. Ai mua rồi thì biết á. Xả luôn 45 ngàn, hai túi ngoài, hai túi trong. Em có màu cam đất và màu đỏ. Cái này là mấy chị đặt rồi, mấy chị xả ra nè, cho nên nó còn sót nè. Cái này em bán hết lâu rồi mấy chị ơi. Đây 45 ngàn cho em. Màu cam màu đỏ. Bác cho Hồng Cẩm cái nè. Mấy bà không comment giá tiền vô giùm tôi mấy bà. Comment giá tiền vô mấy bà đẹp ơi. 45 sale. Hồng Cẩm nè. Kẹp giá tiền vô mấy bà ơi, đỏ cho Ngọc Duyên nè. Đỏ có cái màu vàng, Ngọc Duyên lấy đỏ rồi mấy bà ơi. Comment giá tiền vô nha, không có giá tiền là em chốt đơn cho chị nào có giá tiền trước á. Ngọc Duyên đỏ nè, Yến Lam màu cam nè, 45 ngàn. Mấy chị không comment giá tiền em không biết đường luôn. Từ từ xíu. Yến Lam 45 nè, đỏ hết. Mỹ Châu còn cái nha. Xả giá này quá hờ luôn mà. Đỏ hết rồi chị ơi, đỏ. Yến Lam cái nè, chị Mỹ Châu cái nè, Thanh Tươi cái rồi, hết nha. Kẹp giá tiền vô giùm em mấy chị. Mỹ Châu nãy em quên coi số điện thoại của chị, chốt cho cả đống đây. Đặt hàng chắc đơn giùm em nha mọi người. Đơn này là đơn cuối cùng của Tết mấy chị. Nhớ nhận hàng giùm em cho em suôn sẻ cả năm nha mấy chị ơi. Mấy chị đặt hàng xong mà không nhận là chết em luôn á. Rồi Thanh Tươi cái hết. Em còn ba cái khoác xịn xả luôn đi, 70.000 cái nè. Ba cái khoác thể thao xịn màu xám, màu tím và màu vàng xả luôn 70.000 cái luôn. Size 55kg về. Mấy chị ơi, cái áo cái chất em nói mấy chị là không có chỗ để chê luôn. Cái chất nó cực kỳ xịn luôn. Cái này là xước mà xước cô tông nè. Đây. Ba cái xả luôn 70.000 cái. 55kg về. Khoác này là 6 túi giùm em, 4 túi trong, 2 túi ngoài. Đó. Em xả cho mấy chị luôn 70 ngàn cái. 70 ngàn. Màu tím nè, màu vàng với lại màu xám. Em còn đúng 3 cái luôn. Xả 70 ngàn, khoác đem bán 90 á.
khóa đó em bán 90 á, giờ em xả cho mấy chị là 70 á. Em xả cho mấy chị là 70 á. Chị nào lấy comment giùm em nha, 70 ngàn. À, rồi mấy chị muốn coi gì mấy chị ơi? Mấy chị muốn coi gì? Ba cái nha mọi người, 70. Hàng quán này xịn lắm. Rồi lên áo cái cho mấy chị lựa. Em còn 3 cái 70 ngàn cái. Áo thái 49 ngàn, nhanh tay lụm nha, em xả cuối cùng luôn. À, chị nào có mua thì lựa trên like giùm em luôn. 60 kg về tay dài, mấy chị coi nó đẹp nè. Xuất sắc chưa? Lên cho em hồng phơm lẫn 60 kg tay dài. Bán cho mấy chị con này là 45 ngàn. Ai lấy hồng comment cho em hồng 45. Hồng 45 giùm em nha. Lên cho em màu hồng 45 ngàn màu hồng. Dài 60 kg phom lẫn. Màu vàng. Trời ơi màu vàng da nó đẹp mấy bà ơi. 60 kg về 45 ngàn. Vàng da 45. Vàng da 45 giùm em. Rồi vàng tươi 55 kg về 49 ngàn. Vàng tươi. Vàng tươi 55 kg về. U là trời. Đây là mấy cái tiết cơ này, là mấy tiết cơ của mấy bạn trẻ bây giờ nè. Lên cho em vàng 55 kg về 49. Thái xịn luôn nha. Vàng 49. Ai lấy vàng 49 rồi mà. Ôi trời 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 trời. Má ơi cái comment nãy giờ nó nhảy. Xin lỗi mấy chị. Xin lỗi mấy bà luôn. Nãy giờ tôi không lấy comment nhảy, tôi tưởng ai quá trời đây. Khoác 45 hết rồi mấy chị ơi. Khoác 45 em hết. Tím 70 cho bà Yến Lam nè. Trời ơi nãy giờ comment nó nhảy em không nhìn thấy. Tím 70 cho Yến Lam. Hết màu tím. Tím hết rồi, tím con cái à. Em còn màu vàng với màu xám á. Xám 70 cho Yến Lam nè. Còn cái màu vàng. Rồi em mặc hết rồi mấy chị ơi. Còn cái màu vàng. Xám rồi. Hãy lấy rồi. Hết rồi, còn cái màu vàng. Màu vàng cho Thu Sương nha. Thu Sương còn cái màu vàng nha gái ơi. Má ơi nãy giờ nó ẩn comment mấy chị. Vàng tươi 49 cho Đậu Nguyễn. Xin lỗi. Không, nãy giờ không có vuốt lên. Cái tưởng đâu là nó không có comment. Màu vàng dưới sau lưng chị nghe là cái gì? Cái bộ vàng 55 kg về. Cái bộ bi bên này hả? Bộ cam hả? Hồng tay dài 45, ok Phú Mi Linh nè. Đẹp lắm con này, sale 45 á. Sale 45. Rồi, đẹp lắm, thái xịn nha. Hàng 65 em xả 49 á. Comment cho em. Bộ vàng bông hả? Bộ vàng bông á là 60 kg về nha Thúy Phạm ơi. Trăm chương nè, trăm chương cách cũ á ta. Vàng da 45, tay dài phom lửng là sale 45. Còn thái phom thường là 49 giùm em. Bữa nay là like cuối cùng cho nên mấy chị phải lựa đủ đơn giùm em để mai em chốt nha mấy chị ơi. Có cái bộ màu cam bên này á, bộ đó 55 kg, còn màu vàng đó là phơm 60 kg. Đây màu cam rộng nè. Ta lấy cam rộng comment 60 kg về cam rộng. Cam rộng cho em 49 ngàn luôn, cam rộng. Ok. Cam rộng 49. Chưa, chị chưa có nạp. Để chút xíu đi, chị like xong chị nạp. Comment cho em cam rộng 49 ngàn, cam rộng. Thái rộng em xả có 49 đó mấy bà lụm đi. Comment cho em đỏ rộng nè. Đỏ. Đỏ 49 ngàn luôn. Hàng 65 sale 49 á.
Cam em hết rồi chị ơi, Đặng Hồng Cẩm lấy cam rồi. Màu đỏ đi chị, đỏ bung chín. Khác. Đây là mẫu này. Màu đỏ bung chín cho em, màu đỏ giống màu cam. Đỏ bung chín, xanh lá bung chín, cam hết rồi. Em còn màu đỏ với màu xanh lá bung chín nha. 60kg về, Thái đẹp lắm. Ai mà mua Thái bên em rồi thì phải tự tin mà nói là em bán cô tông Thái mấy chị vừa đẹp vừa rẻ luôn. Cách mê mẩn luôn. Đỏ 49. Hai câu cá ông dắt cái giường câu cá. Đỏ 49. Xanh 49 đẹp lắm mấy bà mua đi. Thái này xả có 49.000. Xanh Ngọc Anh lấy rồi chị ơi. Hai. Xanh 49. 55kg về, comment cho em màu đỏ. U là trời. 55kg về, comment cho em màu đỏ. Màu đỏ. Đỏ 55kg về, đỏ. Đỏ 55kg về. Hồng tay dài phơm 60kg lửng nè hồng. Ai lấy hồng comment cho em 60kg về tay dài phơm lửng 45.000. Hồng này sale 45. Phơm lửng là bán cái gì 45 hết. Đỏ 49 cho Vi Trường Tường nè. Chưa chị ơi, lụa em lên từ nãy giờ em mới qua áo Thái tí xíu rồi chị. Comment cho em hồng 60kg về tay dài 45. Hồng 45 cho Đặng Hồng Cẩm ok chị. Hãy quên Đặng Hồng Cẩm dục ngoài mới đúng. Lão dục trong đây mới cái. Trời ơi, 60kg áo tay dài đẹp quá. Lên cho em màu đỏ. Mai nghỉ đi đặng mốt đi chầm chim cái rồi ấy luôn. Để mai bán nước mốt, mất chốt đơn đi chầm chim được. Chưa đi chầm chim. Có ai trả ngàn chịu đó. Nghỉ ngày là chịu đó. Comment cho em màu đỏ. Đỏ 45.000. Lên cho em hồng 55kg về. Dạ áo bé đồ bé mới rồi chị ơi. Hồng 55kg về, màu hồng kem 49.000. Đỏ 45 cho Đạo Nguyễn nè. Đỏ 45 mới rồi gái ơi. Ai lấy hồng 55kg về comment 49 hồng. U mày dài 55kg là mặc size 1 ít đó em ơi. Còn nhóc. Chị đang sale á. Nè. 85.000 chị sale. Đây. Mày dài. 85.000 size 1X 55kg về nè. Đây là chắc cú 55kg luôn á. Đẹp lắm luôn. Ok em 85.000. Về mặc với áo Thái nè rồi đúng bài luôn, bao đẹp luôn. Đã 85. Ai lấy xanh biển, comment xanh biển cho em. Xanh biển 60kg về, xanh biển. Xanh biển 60kg về 49.000, xanh biển. 60kg về 49.000 cho em xanh biển. Trong đây có phân thường 55kg phơm 60kg chung lô em bán mấy chị luôn. Chứ mà Thái rộng này là hàng 65.000 á. Comment cho em màu trắng. À lấy trắng comment trắng. Cái đó tôi đủ size đi Yến Lam ơi. Em mệnh là 1X 2X á. Màu trắng 60kg về. Bà 1X đó hả. Ok. Tôi đủ size á, em ML 1X 2X á, 85.000. Mấy hàng biết size gì đó chị ơi, giá cao lắm. Tại nó không có đối thủ nhiều. Nào mà em trúng tay với số để em làm thương hiệu riêng của em mai đồ ra. Em bán sản phẩm của em lúc đó nó khác. Còn giờ mình đang đi lấy lại vì đụng hàng nhiều lắm. Giá cả cũng không có ấy được.
nghe nào. Chẳng em mới là chị Vân. Chị Vân nay mua thêm giùm em để mai chốt đơn gửi cho chị đẹp ơi. Màu xanh biển nè chế. Xanh biển 60kg về thái xịn đó. Thái 65 mà bữa nay ngày cuối xả luôn 49.000 á. Xanh à, có quần tây đen 3 mét ghi lưng cao không. Mét ghi bây giờ là chỉ có u mì. Mét ghi là bây giờ chỉ có u mì. Xanh dương. Lên cho em màu nâu. Màu nâu. Ai lấy nâu comment nâu cho em 60kg về nâu. Nâu đẹp quá mấy bà ơi. 49.000 áo này mấy bà lụm đi. Nói thiệt luôn. Công sở hết luôn rồi. Giờ chỉ còn mỗi u mì thôi. U mì là đỉnh điểm. Tại vì u mì em lấy rất là nhiều. U mì dễ bán. Quần mấy chị rất dễ mặc. Rồi lên cho em gấu 55kg về gấu 45.000 gấu. Ngố rin bây giờ em là rin công giảng size SML. Chị nào coi thì em like. Rin công giảng size SML. Hiểu rồi, mình làm đi. Comment cho em màu vàng 45. Nghe không xong rồi. Màu vàng 45. Buổi sáng đi em ơi, buổi sáng chị chốt đơn á. Sáng tới 11:30. Lên cho em gấu đen. Hồi chiều ba nó kêu đi tắm rồi, nói với ba nó cũng quýnh lộn hết tăng rồi. Là quá thì la luôn. Tính ra anh hai cái tính nào cũng không có cọc á. Chứ cọc như Huy mà la vậy một hồi lắm quạo lên lắm quýnh liền á. Huy không cọc dữ lắm. Chứ không phải như anh hai mà cứ ngồi năn nỉ hoài đâu. Bởi vậy cứ ngồi năn nỉ nhỏ 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 năn nỉ hoài sao được. Gấu vàng 45 miếng lam nè. Gấu đen 49 cho trăm trường nè. Chính ra ông cũng có cái tính đi kiên trì chứ bao à. Chịu đi tắm thôi mà ngồi năn nỉ. Mà vô thì tắm nó làm quá trời cho. Quay quay chú đi nói gì đâu miệng. Quay quay khó đó quá rồi chị ơi. Lên cho em xanh lá rộng 49.000. Xanh lá 60kg về. Xanh lá 49. Xanh lá 49 giùm em. Ai đấy xanh lá 49 comment thái này là rất là đẹp luôn đó mấy bà ơi. Sale á. Xanh lá 49. Xanh lá 49 cho Thảo Nguyễn. Nói khách là like có tới 7:30 đó. Nhưng mà em cố gắng đây mấy chị ơi. Cho nên mấy chị đặt hàng đừng có ấy tội nghiệp em nha mấy chị. Comment cho em màu trắng. À đấy trắng comment trắng 49.000. Quá đẹp thái rộng. Trắng 49 xanh lá hết rồi tình yêu ơi. Lên cho em màu trắng đi 60kg về 49.000. À đấy trắng đó comment trắng 1. Trắng số 2 55kg về trắng 2. À lấy trắng 2 comment 55kg về trắng số 2. Trắng 1 là 60kg, trắng 2 là 55kg nha. Comment cho em màu hồng. Hồng này là hồng cam nha mấy chị ơi, hồng cam. À lấy hồng comment hồng cho em 55kg về 49.000 hồng. Cục này là phong rộng nhiều đó chứ. Chị Vân ơi, chị Vân lấy trắng nào vậy chị? Dạ yeah, chị lấy trắng nào, trắng 60 hay trắng 55 comment gõ ra giùm em chị đẹp ơi. Hồng 49 nè. Thảo mất tích luôn rồi. Vậy đó mà kêu like 2-3 bữa nữa làm sao gì nói mà làm. Hồng 49 cho trăm chương. Chị Văn Nguyễn ơi, chị lấy trắng thì comment cho em nha. Trắng 1 hay trắng 2 comment giùm em. Trắng 55kg nha chị. Gán lựa đủ đơn giùm em nha mấy bà ơi. Dạ.
Dán lựa đủ đơn giùm em nha, like cuối cùng rồi, đừng có lựa một hai món đi ra, em không có chốt đơn được nha mọi người. Cho coi quần ôm mì đi, chị tôi mua 49. Rồi. Em mà 1 ít 2 ít. Đây. U mày nè chị ơi. ML 1 ít 2 ít, em đang sale. Ai mà đã mặc u mì nhà em rồi thì biết chất bên em nha mọi người. 85.000. M là 50 52 kg, 1 ít là 55 56, 2 ít là 58 60. Chị nào lấy comment cho em tặng cho mấy chị 85.000 đó. ML 1 ít 2 ít. À, lấy đi comment. Ai mà giữ qua Tết là phải cọc mới giữ mấy chị ơi, còn không là em xả bỏ hết nha. Mắc công giữ cho mấy chị xong qua Tết mấy chị xả cũng vậy à. Mấy chị phải chắc chắn giùm em. Em giữ thì được rồi đó, nhưng mà với xác định là mấy chị chắc cú giùm em nha. Thì đúng rồi, cái này là cái phơm báo mấy chị là 80-90% thôi, chứ làm sao 100% được. Làm sao chính xác 100% được mấy chị. 55kg nếu mà mặc size 1X mà rộng thì mới mốt mà nhích lại size L. Chứ bây giờ nếu mà em biết cái quần này chính xác bao nhiêu ký, em đâu phải ngồi để bán hàng mấy bà. Em đi làm này bối cho nó giàu. Mấy chị nghe đúng không? Nhiều cái cao ốm mập lùn, có bụng không có bụng nó khác nhau mấy chị. Thêm một cái đúng không chị Yến Lam ơi, thêm cái 1 ít đúng không? Ok chị, 85.000. Tôi nói mấy bà mua đồ thì mấy bà cũng để ý giùm tôi, đâu có cái nào mà cái đứa nào nó bán hàng mà nó dám nói mấy chị chính xác cái quần cái áo đó bao nhiêu ký mặc vừa. Chỉ là phỏng đoán trong cái form đó thôi. Xác suất 80-90% là hay lắm rồi mấy chị, chứ sao 100% được. Đúng không? Rồi comment cho em. Lên cho em xanh lá rộng 49.000, xanh lá rộng. Cái đặng hồng cẩm nó chốt riêng để cho nó nha. Mai bé nó lấy. Nãy chị dục lộn đây cái áo trong này. Mấy bà gần đây đấy. Comment cho em xanh dương. Ai xin lỗi, xanh lá 49.000. Phong rộng nha. Xanh lá 49.000, xanh rộng. À lấy xanh lá comment 49, em đang like cục này 60kg về nha. Màu hồng, hồng rút. Xanh lá 49, ok chị Bắp Nguyễn. Nam cô này là Bắp Nguyễn nha. Bắp Nguyễn nè, tôi ghi ngoài nè. Ok chị. Không phải, tôi biết rồi, nhưng mà ý là tôi nói cho mấy bà biết như vậy chứ không có gì. Ai lấy hồng ruốc comment cho em hồng ruốc 49.000 giùm em hồng ruốc. Hồng ruốc 49. Chị nào lấy hồng ruốc comment 49 hồng ruốc. Áo đẹp quá, xả tặng cho mấy chị luôn á. Hồng ruốc 49 có mấy đơn bưu điện đó mà tao không thèm gửi. Comment cho em màu vàng, mai tao gửi. Ngày mai là đơn bao nhiêu em cũng đi nha mấy chị ơi, tại vì Tết nhất rồi, nghỉ rồi. Cho nên mấy chị nào cần cái gì thì mua một lần luôn, em gửi một lần luôn cho mấy chị luôn. À lấy màu vàng, comment 60kg về màu vàng 49 nha. Quá rẻ vàng 49. Vàng 49 cho chị Bích Loan.
Ta lấy vàng 49, comment còn hai cái vàng 49. Rồi comment cho em màu hồng 55kg về màu hồng. Ta lấy hồng comment hồng 55kg về màu hồng. Hồng 49.000 55kg về. Rồi. Hồng 49. Em còn cái con xanh dương này đẹp quá mà không chế nào lấy xanh dương ta. Xanh dương nè. Xanh dương 60kg về 49.000 xanh dương. Hết áo kiểu rồi. Hết áo kiểu rồi bà ơi. Hồng 49 cho thì ngang ok chị nè. Hồng 49 cho anh Hồng Phan nè. Lấy xanh dương 60kg comment cho em 49 nha. Xanh dương 60kg comment cho em 49. Hồng mới rồi. Ờ cái màu xanh này đẹp vậy mà không biết sao mai lấy cái màu này. Cái màu xanh này quá đẹp luôn á. Hồng ruốc hết rồi. Hồng ruốc hết rồi bà ơi. Lên cho em xanh lá. Xanh lá 55kg về, xanh lá 49.000. Xanh lá 55kg về, xanh lá 49. Xanh lá 49. Ờ trời ơi, cảm ơn chị. Tức mình nãy giờ cái áo đẹp vậy không ai lấy. Ok chị Tiên Trần. Ai lấy xanh lá comment 49.000 giùm em. Lên cho em màu nâu. Nâu mấy chị ơi, nâu phơm to luôn nha, nâu. Lấy nâu rộng comment 49 nâu. Nâu 49 nâu. Năm mươi lăm ký về comment cho màu da. Màu da 55kg về màu da 49.000 áo thái màu da. Da 55kg về. Comment cho em xanh rêu 60kg về xanh rêu. Xanh rêu 60kg về xanh rêu. Nâu 49 cho chị Bích Loan. Nâu 49 Bích Loan lấy rồi chị ơi. Xanh lá 49 cho Nguyễn Nguyễn. Nâu hết rồi. Xanh dương hết rồi chị. U mì 1 ít ok Mỹ Kim. Mày 1 ít 85 cho Mỹ Kim. Mỹ Kim với Thị Ngang chung đơn nha. Màu da 49. Xanh rêu. Xanh rêu 49 cho Bích Liên. Mùng 1 mà ngủ được à. Mùng 1 mà ngủ. 1 dai lì xì đó. Mày ngủ đi, mày ngủ tới chiều luôn cũng được nữa. Gán chịu. Ok chị Phạm Thị Tiền 49 chắc đơn lựa chính xác giùm em, nhận hàng giùm em nha mấy tình yêu ơi, đơn cuối cùng nha mọi người. Vô khiên gà luôn chứ đó ngủ kêu đội quân vô khiên gà. Comment cho em màu trắng. Màu trắng 55kg về màu trắng 49.000 thái đẹp lắm mấy chị ơi. Trắng 55kg về, trắng 49.000 trắng. Xanh bơ nè. Chị nào hồi trưa chị nào cần xanh bơ nè. U là trời. Cái câu biểu cảm của mấy bạn trẻ giờ. Xanh bơ cho em 49.000 xanh bơ. Đang là hot trend đó. Mệt nè. Mặc áo này mùng 1 tới là thấy mệt nè. Comment cho em màu vàng bò. Vàng bò 55kg về, vàng bò 49.000. Đầu năm mà đi lại nhà thấy chủ nhà mặc áo đó là thấy mệt rồi đó. Vàng bò. U mì dài 79 còn.
Chắn 49 cho Thúy Phạm. Ok chị, 48 đây là 49 rồi nha. Rồi ok chị. Comment cho em hồng rộng mấy chị ơi. Hồng 60kg. U mày dài 79 còn. Comment cho em hồng rộng 49.000 hồng rộng. Hồng rộng 49. Còn mấy khách mới lên số này chị ơi. Ôi ôi. Xanh bơ. Thôi đẹp chứ. Xanh bơ mấy chị ơi, xanh bơ 55kg về, xanh bơ 49.000. Thái cho mấy chị mặc tết. Xanh bơ 49. Vi đoàn hả? Vi đoàn Vi Nguyễn Ngọc Mỹ gì vậy? Bà chị thấy em nãy giờ là chị nghi nghi quen quen rồi, ok nè. 55kg về nha, đợi em xíu vàng bò. Vàng bò 49.000. Đơn cuối cùng chính xác 100% giùm em mấy tình yêu ơi. Đừng có đặt chơi nha mọi người. Đặt chơi là em hận mấy chị tới năm sau đó. Chị nào không nhận đơn hàng này là em hận mấy chị tới năm sau luôn á. Hồng 49 cho chị Bích Loan. Ok chị Bích Loan, hồng 49 nè. Hồng 49 Bích Loan. Còn áo tay dài không chị? Em cũng biết nó nằm trong đây chị ơi. Em giỏi ra đi, cái nào có em báo cho. Cô cha, xanh bơ giùm em mấy chị, 55kg về xanh bơ. Xanh bơ cho em 55kg về, hồng rộng hết rồi, xanh bơ. Xanh bơ 55kg về. Comment cho em màu trắng. À lấy comment trắng 1 đi, trắng 1, đẹp quá. Thái bao đẹp luôn, trắng 1, 49.000, trắng 1. Trắng 1, 49. Trắng 1, 49. Lên cho em trắng 2, 55kg về luôn, trắng số 2. Chừng nào em khai trương em thông báo mấy chị ơi. Mấy chị đừng lo, em nghĩ chứ Facebook em vẫn cập nhật hàng ngày, mấy chị yên tâm. Em sợ mấy chị chịu không nổi á, em mà nghĩ rồi em đăng hình ghê lắm á. Comment cho em trắng số 2. Rồi màu cam mấy chị ơi, màu cam. Cam đẹp ghê không cam. Ai lấy cam comment cam, 55kg về 49.000 màu cam. Quần jean em mua size nhiêu, quần jean có size mới lên. Quần jean mua size nhiêu, trắng 1, ok, đi chương nè, đi tường nè. Quần jean em mua size nhiêu còn chị mới lên. Trắng màu em mới rồi chị ơi, xanh bơ, ok chị đẹp. Ê, bữa nay vợ của cái anh bán sen á, ghé lại hỏi tao mua đồ mày. Bây giờ thấy ba chàng ngang qua là bán tóc tóc hoài à. Mời qua hỏi Facebook tao là gì, đang chỉ kết bạn, chỉ mua. Không biết con, nó biết Facebook chỉ là gì đâu. Thế chị tìm ra con, chỉ coi con, chứ con đâu biết chị đâu. Xanh bơ 49 cho Tuyền rồi, ok, cam. Ờ, chị hỏi cái nghỉ Tết luôn rồi. Bữa giờ chị không chịu mua. Cô cha Việt Nam vô ta. Ủa Tiếng Linh nữa hả ơi. Vô, hả? Ừ. Nói Việt Nam đám mấy trái tại chỗ hay quá. Chị Kim thôi, chưa có số điện thoại bà ơi. Cam 49 cho Ngọc Quyến nè. Ngày quá vậy trời. Trắng 49 cho tôi ảnh em năm. Em ơi chị không biết em cao nhiêu, nặng chị nhiêu. Cái quan trọng là em mặc quần jean size nhiêu thì mua giùm chị nha. Cái này quá. Nó chỉ có một cái đá phạt cố định thôi nãy vô. Quần jean size 29. Hình như còn 27, 28. Chắc tướng em chắc mặc cỡ 27 à. Cô tâm khô đi. Cô tâm khô 60kg em còn mấy cái em bán rẻ cho mấy chị nè. Hồi chưa bà nào mua được đừng chửi nha. Giờ là giờ em sale nha mấy chị ơi. Giờ này là giờ em sale nha. Quần jean size M. M là jean số là 27 đó. Jean là M mà số là 27 đó. Trời ơi đẹp.
Trời ơi, rồi cái này chắc đẹp nhất quá. Lên xí nội giùm em kia là em lưu vô máy chị ơi. Em thiên linh hay quá ta. Ngô tâm khô phong rộng em sale cho mấy chị nha, 55 ngàn. Quần ống bự mặc với áo bà ba không chị ơi? Dạ không có. Dạ đơn hàng ba áo cho lên chị. Nói chung lại mấy chị mua một cái em vẫn gửi cho mấy chị được. Mà giờ mấy chị nghĩ đi, cái áo nó có 40 mấy ngàn, bây giờ tiền ship 30 ngàn nữa, nó quá trời uổng tiền luôn mấy chị. Cho nên là mình cứ mua đại 4-5 cái đi, mình đi một lần, chứ tự nhiên mình mất chi 30 ngàn ship tiền muốn bằng luôn cái áo. Chị ơi, mình ra chợ mình mua một cái cho rồi. Chứ không phải là em không gửi cho mấy chị, nhưng mà em muốn cho mấy chị đỡ tốn tiền thôi. Chứ một cái em cũng gửi được vậy, em bán được cái áo là em gửi rồi, nhưng mà nó uổng tiền mấy bà. Đồ lam đi chùa còn không chị? Ủa, tôi làm gì có bán đồ lam đi chùa bà? Gì vậy mấy chị, em đâu có bán đồ lam đi chùa đâu. Trời ơi, lộn rồi, lộn xốp rồi. Đây comment cho em, cô tâm khô 60 kg về em xả 55 ngàn. Trời ơi, cái áo này 75, bây giờ xả 55 đó. Lên cho em màu da 55 ngàn. Hàng này ta đăng hình mẫu ta bán 95 ngàn. Thôi mấy bà hỏi tôi có bán đồ bơi không, chết luôn. Lên cho em màu xanh, đẹp không mấy bà? Xanh lá nè, 55 ngàn xanh lá. Cái này là cô tông khô nha. Comment cho em màu xanh lá, màu da. Nhớ giùm em cô tông khô nha mọi người, đẹp, xuất sắc. Da nè, da thiến lam, đẹp cực kỳ, 55 ngàn. Lên cho em màu xanh lá 55. Ok chị Tiên Trần, xanh lá 55. Sale mà mấy chị ơi, yên tâm mà mua. Chị chúc em lấy cho chị cái áo, cái chữ là chưa có bồ với chị bận. Chữ là chưa có bồ. Dạ em hết. Rồi lên cho em gấu. Mình có trắng da không chị Kim Thoa ơi? Lựa lại giùm em đi chị. Xanh lá em hết mấy bà ơi. Rồi lên cho em gấu xanh dương. Cô tông khô 60 kg về, xả cho mấy chị 55 ngàn. Lên cho em gấu xanh dương. Xanh dương không, xanh lá là của chị Tiên Trần bà ơi. Này gấu mà, gấu, gấu gia đình gấu. À lấy comment cho em xanh dương. Xanh dương cho em 55 ngàn. Xanh dương, xanh dương 55 ngàn giùm em. Xanh dương màu da hết rồi mấy chơi. Lên cho em xanh dương nè. Comment cho em màu xám đen, màu trắng đó, ba màu nha. Xanh dương, xám đen và trắng. Ai lấy gấu comment 55 ngàn. 60 kg đổ về, 60 kg đổ về cho em. Xanh dương đúng không? Yến Lam lấy xanh dương không à? Xanh dương 55 nè. Nguyễn Mỹ Ngọc cách mới đợi em xíu nha chị ơi. Đầu báo nó lên liền. Nguyễn Tiến Linh ghi bàn. Chín không ra 4-9-10. Ok, cái đó là hàng hiếm, chị để tối rảnh mới ngắm thôi. 55, để cái nào cho nó hư luôn cái đi, tiến qua cái mới, xài uổng. 55, có mình nó không dám đăng luôn á, tại đi nghỉ like xong rồi mới đăng. Ok chị nè, đen gấu cho chị Tiên Trần, trắng gấu cho chị Phạm Thị Tuyền 55 ngàn. Comment cho em màu hồng ruốc.
mấy dây hồng ruốc cho em. Hồng ruốc mẹ áo này chắc chị cũng ăn không vừa đâu. Hồng ruốc, hồng ruốc. Hồng ruốc cho em 55.000 hồng ruốc. Bỏ đây máu chưa? Đây ghim chỉ còn mấy cái ghim nè. Em sale cho mấy chị ghim này là 145, bây giờ sale 120.000. Nói rồi, chừng nào mua vàng dắt tao đi với. Đẹp lắm luôn. Mãi bên nhau bạn nhé. Đẹp lắm rồi. Nói chung cô tông cô này rất đẹp luôn. 55.000. Nay em like ngày cuối rồi chị Tiền Phan ơi. Có mua gì ủng hộ em không trái yêu ơi. Khoát nãy em hết. Ủa nó còn hai cái xám bên đó là khoát hay là trồng cỏ ra. Coi em chị có hai cái màu kem anh. Chị thôi hả, hai con đi trồng cỏ hả? Lên cho em mẫu này, mẫu số 1 em có size 26-27, quần này em sale 95.000 nha. 26-27 95.000. Riêng giảng nha mọi người, riêng giảng giùm em nha. Mẫu này em còn 26-27, em xả 95.000 cái. Hà này là 135.000, nó xả 95 nè. 95.000. Em xả hai cái này 95.000 cái nha. 26-27, riêng giảng giùm em. 95. 26-27. Rồi mẫu này là ghim phối. Ghim phối size 27, quần này sale cho mấy chị 120.000 luôn. Thấy chưa, bà nó thấy chưa? Dạ, yeah. Bà nó nói sao? À, nói với chị hả? Thì bỏ ra chưa em nói chị sao? Là chưa đứng ngoài tiệm là em nói chị sao? Cái chị nói không có rồi này kia đó. Comment cho em size 27, quần này 120.000. Mẫu này là đẳng cấp luôn, 120.000 cho em. Size 27. Lên cho em phối 27. Giảng đẹp luôn, phối 27 cho em. Phối 27. Không chị ơi, em có 32. Phối 27 quần này sale 120.000, quần này 145 á, giờ sale 120 á. Phối 27. Lên cho em phối 27 nha. Còn có một cái một luôn á. 120.000. Không vừa. Em giờ tới 28 rồi. Quần này 120.000. Mấy chị chỉ còn nhìn cái quần cái kiểu là mấy chị biết hàng xịn rồi mấy bà ơi. Em bán 145 á. Giờ còn cái đó 120.000. Bữa hổm về xây lớn đưa cho mẹ coi đó. Nói đây cho chị đó mà mẹ nó không vừa. 35. Nhưng mà 35 của size mini nha. Chứ quay 35 của hàng đại. 27 trăm mai hết rồi gái ơi. Còn 28. 28 mẫu xước cho em. Ai lấy xước 28 comment trăm mai luôn. Còn được hai cái xước 28 nè. Đó giùm em, đó là riêng giảng nha mọi người. Em còn hai cái size 28 mẫu xước 120.000 luôn, 628. Rồi hết. Còn lại là form bag ghi diêm dạng đẹp thì chỉ còn hai loại này. Còn hai cái size 28 nha. Lấy 28 đi Vi. Ừ, lấy 28 đi gái ơi. Cùng một loại thôi. 120.000.
Rồi giờ mấy chị muốn coi nữa, 27 của bà Điến Lam, 27 trốn cho bà đó. 27 xuất 28 rồi hết. Trăm hai, ok. Hai tám mới rồi Yến Lam ơi. Ồ cái loại rin 3S mà lờ còn loại rin mà cái bản rin 135.000 á, 3S mà lờ á, nguyên cục S mà lờ nằm góc này nè, kiếm cho chị coi còn không. Cục 3KS mà lờ á, rin boy á, 135 á, không phải. Thôi đưa cái cục đó đây đi, cái đó là rin thường rồi. Này sale đi, này còn hai cái nè. Đúng rồi, rin boy coi còn không. M rồi, con này em còn hai size S và M, không phải hai size S và M, size S size M rin giãn luôn. Con này xả 95, không phải, nộp cục nó chỉ có ba cái rồi. Size S size M, SM em xả cho mấy chị quần này 95.000, 95.000 cho em size S size M 95. À đấy, SM comment cho em 95.000. 95.000 giùm em, khó rồi, thôi cưng ơi. Size S size M 95.000. 95 giùm em. Rồi thôi, cởi đi hết rồi đây. Đợi em tí xíu nha. Em mở 95, giá này giá sale á. Đi chị làm gì chị cứ soi mói hoài tí. Mà 95 cho Vi Tường, ok Vi Tường. Mà 95. Tại vì pin nó chỉ tới 7:30 thôi, giờ qua 8:00 hết pin. Rồi Rainbow này xả luôn 120.000, Rainbow này là 135, bây giờ xả luôn 120. Rainbow cho em nha mấy chị ơi. 3 size SML. Ôi cha. Này 3 size S cục chung rồi. Rainbow này là form bự nha mấy chị ơi, size S của nó là bằng size M á. Nè, mấy chị thấy cái form Rainbow không? Rainbow size S cực kỳ bự luôn. Rainbow này nếu mà size số là tầm khoảng 27-28 á. Đây, 55-56kg về, comment cho em. Lên cho em xanh size S, mẫu này là mẫu boy cho em. Baggy á, kêu là baggy á. Lên cho em xanh size S 120.000 luôn. Xanh size S cho em 120, cái này size S mà nó bự vậy đó. Size S như vậy là quá bự, còn khoảng 27-28 của ghiên số á. Lên cho em xanh 120.000, form này form baggy nha. Comment cho em màu xám. Form cho mấy chị to nè, màu xám nè. Lên cho em màu xám nha. Xe cho mấy chị 120.000 luôn. Boy boy mì, à rin boy, không, cái tên nó là boy chứ không phải boy là trai. Rồi comment cho màu xám, màu xanh đậm, ba màu nha, ba cái xanh đậm. Con này 55kg về, xanh đậm cho em xanh đậm. Em sale cho mấy chị trăm. Quất lộn rồi mấy bà ơi, đang căng. Đó cái này boy nha, thảo cái rin sai số mình còn không đâu. Xanh 1 đẹp lắm chị ơi, con này bán cho mấy chị 120.000 là sướng luôn á. Ok chị Thiện Ngang.
Khoan để chị coi coi. Trăm mai sale. Mấy chị còn coi riêng đó không? Em lấy xuống em sale. Còn coi riêng đó không? Lấy xuống em sale. Tại vì cái này nó là một dạng foam boy, mấy foam baggy á mấy chị. Cái foam dành cho mấy chị đùi to nè. Mấy chị thấy không? Nó là quần dài. Bán mấy chị con này 120.000 là đã đời luôn. Nè mấy chị thấy foam quần không? Đó. 120.000. Lấy riêng đen đi em. Lấy màu đen nè chị. Màu đen nè. Đó. Quần tây nữ hết rồi. Thảo lấy cây bình cây ấy đó chị hai cộng tung coi Thảo. Hai cộng tung bên cái ấy tao chế cái này coi. Đen size S. 55 kg về mấy chị ơi, 120.000 á. Đi lưng tung hết rồi. Đó, trời ơi. Đi lưng tung thôi cộng đủ rồi. Đi lưng tung mới quần tay ớt có quần 70 kg không? Không chị ơi, còn quần giả riêng 65 kg size 34 á. Quần giả riêng 65 kg em còn mấy cái đây nè. Dẹp đâu rồi? To tí 57 kg. Bây giờ mấy chị lấy con quần giả riêng này cho em đi. Ủa con quần giả riêng này chiều bỏ đâu ta? Không, màu đen. Không, chưa bà cột đâu mất tiêu rồi. 57 kg lấy u mì đi gái ơi. U mì hay là... u mì hay là ấy đi chị, nó mới có. Mình chưa mới like mình biết ta đó là nó ra. Cây màu đen giả riêng đâu hả, coi dưới đây có không hả? Thôi bỏ đi, khó quá, bỏ qua mấy bà ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Em đang sale nè mấy chị. Con quần giả riêng này size 34 là size 65 kg. Còn 70 kg thì thí dụ như cao bao nhiêu. Thí dụ như mà cao 1m6 hay 1m65 á thì 70 kg. Còn cao dưới 1m6, 1m50 mấy á, thì là 65 kg. Đây size 34 em còn mấy cái. Em tặng cho mấy chị luôn 60.000 cái quần giả riêng. Da mặc quần này làm cái không vừa. Nó là form giãn nha mấy chị. Em xả luôn 60. Không vừa. 60.000. Coi nè, bự cho bá luôn. 60 kg đô lại, hai nút gài cho em. Cái đây là cô tông giả riêng cho nên cái form của nó là co giãn. Em xả cho mấy chị 60.000 cái. Quần này bữa trước em bán 79.000, chị nào mua rồi biết. Bây giờ còn mấy cái cuối cùng xả luôn 60.000. Ai lụm được lụm 60.000 cái. Còn chắc khoảng 6-7 cái gì á, 60.000.
6-7 cái nha mấy chị ơi, 60.000 giùm em. Một size 1. Bữa trước có 31, 32, 33, 34, 35. Mà bây giờ bán hết trơn, góp lại một size 60kg này là size 34. Ai lấy comment còn mấy cái là 60.000. Quần giả riêng size đại 34. 60, 60. Chế nào lấy thì comment cho em. Chị đi mua ở đâu quần này được 50.000 thì chị mua. Chị mua ở đâu quần này được 50 thì chị cứ mua. Mỹ Châu mới dục qua cái không? Đây cái nó ok Mỹ Châu. Mấy chị ơi, bữa nay em like ngày cuối nghỉ Tết, gắng mua đủ đơn giùm em nha. Trả riêng 60 cho Kim Mai nè. Trời ơi, người ta lấy hết trơn rồi đó. Chị còn trả giá với em hết trơn luôn. Mi Su cái 60 nè. Mi Su cái Yến Lam cái rồi hết nha mấy bạn ơi, một màu một. Mi Su Yến Lam là hết, áo trung niên. Trung niên bữa nay xả 55.000, ai lụm được lụm. Trung niên nay xả nha 55.000. Yến Lam cái nữa hết nha. Đó, chị ngồi chị lo trả giá em, mấy bà lấy trơn rồi. Nãy giờ chị lấy không chịu lấy thì trả giá. Mấy bà lụm hết rồi chị ơi, hết luôn rồi nha. Còn riêng nữa không? Riêng số còn. Mấy chị coi riêng thì đợi em tí xíu nha. Bây giờ em lai 20 phút nữa. Mẹ nhá này chưa, con định để cho mẹ mặc nè mà. Mẹ mặc được không? Vừa không? Đẹp quá mấy chị ơi, áo trung niên đẹp lắm. Trung niên mà. Đây, con này chắc phải 65kg đổ về. Lên cho em màu tím đi, em xả cho mấy chị 55.000 mua cho tặng cho mấy mẹ. Lên cho em màu tím 55.000 đủ đơn. Dạ đủ đơn rồi đó chị ơi. 150 cho lên là bên em chốt đơn. Ai mua cho ai? Rồi comment cho em màu trắng. Trắng đen số 2. Chị nào lấy số 2 comment có đá nha mấy chị ơi. Tất cả đều có đá. Nhưng mà nhiều khi em dơ lên đây mấy chị không có nhìn được đá nha mọi người. Nè, chứ đen là có đá hết trơn luôn, màu đen. Chị mua cho ai vậy? Quá trời người lấy tím nè. Comment cho em màu đen ngọc đi rồi, bữa nay chị đâu có mua. Một cái cũng đâu sao gửi. Comment cho em màu đen 55 tím hết rồi mấy chị ơi. Số 2 cho em, số 2 55. Bữa nay xả áo này em nói mấy chị là nó quá đẹp luôn. Comment cho em số 3 nè. Số 3. Số 2 bữa nay em sale cỡ này mấy chị mua đi. Ok số 2 55 cho Tuyền Phan nè. Comment cho em số 3 mấy chị ơi. Số 3 55.000. Áo đẹp quá số 3. Số 3 55.000 số 3. Số 3 cho em. Số 4 mấy chị ơi. Số 4 cho em tất cả đều có đá nha. Số 4, số 4. 55.000 số 4. Số 4, số 4. Số 5 là tay dài. Ai lấy số 5 comment cho em tay dài. Tay dài số 5. Tay dài số 5 60kg về. Số 5 cho em, số 5.
bài lên cho em con len sọc. Len sọc, len sọc, cho em len sọc. À lấy len sọc, comment 60kg về len sọc. Len sọc 55.000 len sọc. Trời ơi, ăn cơm chưa? Comment cho em số 7. Ở nhà có người ngồi sẵn mấy chị ơi. Số 7, hết số 7. Comment cho em số 8. 65kg về nè mấy bà, số 8, số 8. Đẹp ghê chưa mấy chị, số 8. 55.000 số 8. Ủa con ấy góc viền đi mà nó qua nóng nha. Nóng nè. Trời ơi màu đẹp quá. Lên cho em số 9 mấy giờ. Tất cả đều có đá nha mấy bà. Số 9, số 9. Comment cho em số 9. Số 9 cho em 55.000 số 9. Nãy ra hết em một rồi. Số 9 giùm em. Vậy luôn hả? Chờ đợi em xíu. À lấy số 9 comment số 9 cho mẹ mấy chị ơi. À lấy số 9 comment số 9. Cây thôi. Kêu một cây gì đưa hai cây. Ngồi nó mò thêm cây nữa. Số 8. 8 cái gì Kim Loan. Kim Loan này chung với Thảo Nguyễn Thị Thảo Nguyên á. Số 9 mấy giờ. Lấy số 9 còn mẹ cho em số 9. 60kg về số 9 cho em. 55.000 số 9. Này là áo khoác nha mấy chị ơi. Con này mấy chị chồng khoác ở ngoài giùm em nha. Lên cho em áo khoác nè. À lấy khoác comment khoác giùm em. Khoác ở ngoài nha mọi người. À này chắc mẹ mày phải lắm nè Thảo. À lấy khoác comment khoác cho em áo khoác. Lên cho em áo khoác. Bà nói bà đâu sắm cho tụi này. Tôi sắm cho bà áo khoác. Số 10 mấy chị ơi, số 10, số 10. 60kg về comment cho em số 10. Số 10. Qua bà nói mà ai đám cưới mày bà lấy 20 triệu mà. Có hai chục, con nói hai chục thì bán con mua. Hai chục thì đưa đây con mua cho. Ừ. Mùi thì lớn bán 20 triệu. Comment cho em số 1. Mấy giờ số 1, số 1. Ừ chị quên. Số 1 cho em số 1. Đúng là mắc tiền, làm mờ mắt bà. Comment cho em số 1. Bà nói đó, qua bà nói từ cho bà nghe tin nợ bà đó. Số 1 cho em 60-62kg về số 1. Số 1 quá đá đẹp quá mấy bà ơi. Áo này áo gì đẹp dữ vậy. Số 2 cho em mấy chị số 2. 65kg về số 2, áo đẹp quá. Số 2 65kg về. Số 1 đây chị Bích Loan. Số 2 cho em 65kg về số 2. Trời ơi
đó chị ơi, số 3. Hai cho chị Kim Mai mấy áo Quảng Châu này, đúng không, trung niên Quảng Châu đẹp vậy. Đi vô 55.000. Số 3 mấy chị ơi, 65kg về luôn ta, cánh dơi nè. Số 3 65kg về cho em, số 3. 55.000 số 3. Bài ba ít thôi mấy chị. Số 3 cho em, số 3 55kg về, số 3. Nè. Cái này giống số 2 nè chị Bích Loan ơi. Cái này giống số 2 mà khác màu nè. Comment trên số 4. Chị Bích Loan lấy số 4 này đi. Số 4 giống số 2 khác màu, số 4. Bài ba ít á, số 4. Lên nè. Trời ơi. Ôi ơi đẹp quá mấy chị ơi, số 5. Con này 65, con này ai cao cao là 70kg luôn á. Con này 70kg luôn á. Comment cho em số 5. Con này 70kg dư sức mấy chị ơi. Mẹ chịu màu này không? Màu này chắc cứu mẹ không chịu rồi. Nghe nói nó sợ quá nó đứt luôn. Số 4 hết rồi bà ơi. Số 5 này 70kg á mấy chị ơi. Số 4 hết rồi chị ơi. Không, áo này mát lắm á mẹ. Áo này mát cực kỳ luôn á. Cái vải nó ngộ lắm. Lấy đi, lấy mặc đi. Mặc với mấy cái quần đen á. Comment cho số 6 mấy chị, số 6. Số 6 60kg về, comment số 6. Số 6 60kg về. Không, tao bán cho chị ai cái đó rồi. Comment cho em số 7, số 7 này áo khoác mấy chị ơi. Số 7 này áo khoác giùm em nha, số 7 áo khoác. Số 7 áo khoác. Hai tay tay mặc màu này được. Màu này thì nó hơi nổi thiệt. Nhưng mà cái vải nó quá đẹp. Vải này không biết vải gì nữa, nó đẹp ghê. Ai lấy khoác, comment khoác cho em. Này xếp, nó xếp gì á. Số 7 là nào vậy? Số 7 là khoác đó phải không chị? Số 7 là khoác đúng không mấy bà ơi? Ok chị Bắp Nguyễn nè. Cái nàng côn là Bắp Nguyễn này nha. Đi vô 55.000. Ok rồi. Số 5 là mẫu nào? Bây giờ mà số 5. Số 5 là mẫu này đúng không chị? Số 5 là mẫu nào vậy chị? Em còn 3 cái đây mà em không biết cái số 5 là số nào. Nó đi xa quá em không nhớ. Số 5 là cái nào chị? Cái xanh đá này hay là cái màu đen? Mẫu này chắc là nằm tuốt số 1, số 2 gì rồi. Em không biết số 5 luôn á. Màu nó nhiều màu lên, con không biết nó màu gì. Nó na ná màu nha, không biết nó màu gì. À, số 5 là cái mà mình sàng qua sàng lại nè. Ok vậy Kim Loan. Bầu vàng sau lưng là măng gò 60kg về, em đang xe 80.000 đó. Ai coi măng gò 60kg em like cho mấy chị. Em like từ lúc mấy giờ? 6 giờ hả? Rồi lên trên số 1 mấy chị ơi. Số 1, số 1. À lấy số 1 comment con này 55kg về à. Số 1 55kg về cho em số 1. 55.000 số 1. Vàng sau lưng 80, măng gò 60kg về. Comment cho em số 2. Cái này nhung nha mấy bà ơi, cái này nhung nè, số 2. À lấy số 2 comment số 2. Số 2
60kg về luôn, số 2 cho em. Số 2 60kg về. Rồi comment cho em số 3 65kg, số 3. Số 3 65kg cho em, số 3. Trung niên em la hai cục này nữa, ngày qua nha mấy chơi. Số 3. Rồi số 4 nha mấy chị, số 4. Số 4. Nhung đẹp quá. Số 4. Số 2 cho chị Bích Loan. Comment số 4. Dập lê em hết rồi chị ơi. Số 4, số 4. Nhung nè. Số 3 cho chị Tuyền Phan, ok chị nè. Comment cho em số 4. Số 4 giùm em mấy chơi, số 4. Số 4, số 4. Comment cho em số 5. Quần jean nãy giờ em hỏi chị mua size bao nhiêu. Chị Ngọc Điều ơi, quần jean chị mua size bao nhiêu em coi còn không em mới lên. Comment cho em số 5. Số 5, số 5. Cho em mấy chị kia em lên quần jean, tới khi em like lên không có size của mấy chị nó mất thời gian. Ví dụ như mấy chị mua size S mà L, 26, 27, 28 gì đó thì nói em còn thì em mới lên được. Số 4 với Kim Loan rồi, comment cho em số 5 mấy bà ơi. Áo trung niên đẹp quá, số 5. Số 5, số 5. Số 6 mấy chị, số 6. À đấy, số 6 comment tay có đá luôn nè, số 6. Này cô Tâm Lạnh nè. Áo số 6 này là cô Tâm Lạnh nè. Số 6. Ừ, 27 thì có. Lên cho em số 7. Lấy mấy cái rin nè. Số 7, số 7 cho em, số 7. Số 7 giùm em. Coi số à. Có cây nào có số không? Hay là S mà L. Số đi, S mà L. À lấy số 7, comment số 7. Ừ đó. Số 8 mấy chị ơi. Số 8 đẹp quá, số 8, số 8. Số 8 cho em, số 8. Rồi qua đi mấy chị. Số 8 rồi, em còn cái áo len nè. À lấy áo len xe cho 45 ngàn luôn, áo len. Áo len cho em 45 ngàn. 55, 56 ký về áo len 45. Dạ cái gì dọn đơn hôm kia, đơn hôm qua, đơn hồi sáng nay em chốt đơn em gửi hết rồi chị ơi. Bây giờ chị mua nó là đơn của ngày mai. Số 8 là màu xám nè. Đơn của chị em chốt em gửi rồi, em có báo bill qua tin nhắn mà chị coi giùm em đi. Rồi quần riêng nha. Đã cho mấy chị luôn. Lên cho em riêng 26. Xem cho mấy chị luôn, quần riêng size 26. 85 ngàn riêng 26. Rin bên em là rin giãn toàn bộ nha mấy chị, rin giãn. Lên cho em rin 26 giùm em. Con size 26 này em xe 85 ngàn. 85 ngàn nha, 85 ngàn. Coi nó đẹp nè mấy bà, chữ thiêu luôn á. Lên cho em rin 26, 85. Xeo luôn 85 ngàn rin 26. Rin 30, 100 ngàn cho em size 30. Ai lấy xám 30 comment cho em 130 nè. Mấy chị coi đẹp nè. Lên cho em xám 30, 100 ngàn xám 30. Xám 30, 100. Quy nãy giờ em thắc mắc sao quy nay còn không coi đó bà. Mà con lên. Ai lấy xám 30 comment, bởi vì nãy hôm qua không mới thấy đó.
30 chắc em bao cho mấy chị riêng dáng đẹp luôn. À này trăm mấy? 30 trăm thì Yến Lam nè. Lan cho em xanh 29. Lan cho em xanh 29 mấy chị ơi, xe cho mấy chị 100 ngàn luôn xanh 29. Coi nè, đẹp ghê chưa? Lan cho em xanh 29. Xanh 29 cho em 800 mới rồi. À, nó sắm vàng rồi đó, nó để sẵn trong tủ rồi đó, tết thì nó đeo cho mà thấy nè. Xanh 29 100 luôn. Em còn một con rin đại size 34 nha. Rin đại size 34 bán rẻ cho mấy chị luôn 110 ngàn. Rin size đại 34 là rin giãn luôn nha mọi người nè. Mấy chị coi nè, rin giãn luôn. Size đại 34 145 á, giờ sale luôn 110. À đấy, đại 34 comment 110 đại 34. Xanh 29 cho chị Misu nè. Ai lấy sắm đen size 34 riêng giản comment xả luôn 110. 110 ngàn. Xanh trăm mới rồi. Đây nè, sắm em còn hai cái size 26. À đấy, sắm 26 comment sắm xước 26 trăm ngàn luôn. Sắm xước 26 này sale luôn trăm. Xước 26 giùm em. Lên cho em xước 26 trăm ngàn, xước 26. Chút riêng này bỏ lên lại nha. Không em ơi, chị cũng không biết trong này nó có sai gì nữa, tại vì sai này lộn xộn sai á. Còn ít ít chị sale chung nha, chị đâu có nhớ nó nằm sai gì đâu. Đây, lên cho em size L. À lấy lưng tung size L, comment cho em sale cho mấy chị 100 ngàn. Lưng tung size L nè. Đây, con này chắc 55kg, bôi lưng tung nè. Bôi lưng tung size L. À lấy comment cho em 100 ngàn luôn. 6L 100. 6L 100 giùm em, 6L 100. À lấy 6L comment. M, chị nào lấy xanh M comment. Xanh M nha mấy chị ơi, xanh M. Chị nào lấy xanh M comment chăm luôn xanh M. Lô này trước là 135 hết toàn bộ. Lô cho em xanh M. Đây xanh 29 còn cái nè, còn cái xanh 29 nè. Em còn cái xanh 29 nóng loe nha. Còn cái xanh 29 nóng loe 100 ngàn luôn xanh 29. Xanh 29 nóng loe cho em, xanh 29 nóng loe. Xanh 29 nóng loe. Rồi thôi nghỉ nha mấy chị ơi. Xanh 29 nóng loe giùm em. Em lên xong cục này nghỉ nha mọi người. Rồi năm sau ngày nào khai trương em thông báo, chị nào vô mua bữa khai trương em tặng quà. Lên cho em 628. Ai lấy 628 comment 100 ngàn 628 luôn. 628 giùm em, 628. Như Văn Hoành có đơn không? Nãy giờ có không? Nãy sẵn có không? Ok chị Hiệp nè. Xanh 2900, xanh 2900 nói là chị Tuyền Phan ơi. Lên cho em 628. Một cái size đại size 32. Ai lấy xanh nóng le 32 comment 120 ngàn. Ống le xanh size 32 cho em 120. 120 ngàn. Le size 32, le xanh size 32 8 ok. Đâu đứng qua nhảy nhưng chị coi coi hai cái cục đó là size số hay size S mà lại. Bên đây. Ừ, hai cục. Ngay tay á. Ngay tay cái đó ba cục. Ừ đúng rồi đó. Cái đó cục nguyên chưa mở luôn á.
Rồi cục kia. Này ba cục này sai bằng. Mấy chị ơi mua đủ đơn nha, một món em không có gửi nha mọi người. Một cái mà lạ. Loe 32 cho em 120 ngàn. Một cái là gửi cái luôn nha chế yêu ơi. Ok chị. Thôi còn sai số không? Xả đi để mất công mấy bà mấy mốt. Em nghĩ mấy bà mua quần jean chỗ khác 170, 180, 190. Lúc đó đừng tìm em. Số hả? Rồi lên cho em màu đen 28. Rồi cái này nguyên ri mấy chị ơi. Ô chà. Lên cho em tắm đen 28. Đen 28 giùm em. Đen 28 nè. Ai lấy đen 28 comment cho em 100 ngàn đen 28. Chị có quần xám có rồi chị. Ô chà cái ri này lên cho em đen 28 100 ngàn đen 28. Thôi tao nghĩ mày ơi, la từ lúc mọc lưỡi tới giờ. Lên cho em đen 28. Ai lấy đen 28 comment 100 ngàn. Trung niên á chị, comment cho em rim giấy size 33 nè. Nha mặc đâu vừa ta. Em còn con rim giấy size 33 nha. Rim giấy size 33, 34 là khoảng 62 kg á, cao cao là 65 là size 34 á. Đây em còn con rim giấy này size 33, con này là bao 65 kg luôn nè. Tại vì mấy chị biết sao giấy nó mềm mà nó giãn. Đây chị nào lấy giấy size 33 comment cho em 100 ngàn giấy 33. Riêng giấy size 33 cho em 100. Áo trung niên còn đó chị ơi. Nhưng mà giờ em không có like nữa chị ơi. Chị nào lấy 28-30 comment em còn một con đen 28. Sắm đen size 30 nha. Ai lấy 28-30 comment. Giấy 33 cho Nguyễn Nguyễn. Ok chị nè. Ai mua được con ghim giấy này ghiền luôn. 100 ngàn. Mai là gom đơn chốt hết rồi bời. Mai là gom đơn chốt hết mà. Có chị nào mặc 27 không mọi người? Em còn 3 cái size 27 nè. Xanh nóng loe size 27. Xanh loe. Xanh loe 27 cho em 100 ngàn. Xanh loe 27. Xanh loe 700 ngàn. Cái rin giấy size 34. Ai xin lỗi, cái giả rin 34 em hết rồi. Nãy em bán hết trơn quần đó chị ơi, đâu có còn đâu. Lên cho em rin ống loe size 27. Ống loe 27 cho em 100 ngàn loe 27. Ai lấy ống loe 27 comment 100.
khi nào coi em bảy em mở không thôi, mấy giờ tới giờ này em hết hết pin rồi. Đây màu đen em bảy nè, đen em bảy luôn trăm rồi. Thôi nghỉ nha mấy chị. Dạ rồi, cảm ơn mọi người nha. Ngày mai bên em chị nào khách mới nhắn số lại địa chỉ giùm em. Ngày mai bên em chốt đơn sớm cho nên thông tin mấy chị cho trước buổi sáng giùm em nha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Chuyện này em khai trương em để thông báo nha mấy chị. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Dạ bye bye mấy chị. Bye bye mọi người nha. Bye bye mấy chị nha.